chờ đây nước ngọt phù sa ơi, con sông thiết tha ấm ôm bên bờ xứ sở, sông mấy ngàn năm tuổi miệt mài chảy mãi khôn nguôi, chuyên báo đời sông biết cả mà sao vẫn trẻ mãi không già. Chạy đi sông ơi, con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùm ta về nơi góc biển rằng phía đông nguồn ta vẫn ngóng chờ. Nói là như này ạ, tất cả quý vị chúng ta đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Châu Giang, chúng ta đều có một mã số riêng của mình. Đó cũng giống như chứng minh thư, số căn cước của quý vị. Chúng tôi không bao giờ quên và công đoàn của chúng tôi cũng không bao giờ quên. Quý vị đã sẵn sàng đến với phần thi đầu tiên chưa ạ? Phần quay số may mắn đầu tiên chưa ạ? Đã sẵn sàng chưa ạ? Tại sao chúng ta nói bé thế nhỉ? Thôi chúng tôi không chơi nữa nhá. Sẵn sàng chưa ạ? To nữa lên ạ, sẵn sàng chưa? Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với phần quay số may mắn với trị giá là 20 chiếc ô. Vâng ạ, mỗi chiếc ô với trị giá 100.000 đồng ạ. Chúng tôi cần một người giúp tôi ạ. Anh ạ, hai người liền ạ. Vâng ạ, xin đây một bạn giúp em ạ. Bạn đẹp trai mặc đấy, vâng ạ. Vâng ạ. Nào, nhạc đang rất sôi động ạ. Chuẩn bị chưa? Chúng ta sẽ bấm từ từ đã. Lô về đằng từ đi ạ. Chúng ta sẽ bấm bắt đầu từ bắt đầu. Bạn sẽ bấm 20 lần. Quý vị nhớ số của mình nhá. Chúng ta sẵn sàng chưa? Bắt đầu 3, 2, 1. Số đầu tiên. Bấm đi ạ. Vâng ạ. Số đầu tiên 084 ạ. Xin mời kế toán thư ký của chương trình chúng ta hãy lưu số này ạ. Số đầu tiên là 084 ạ. Bắt đầu số thứ hai. Trần Thị Thủy, số hiệu 184. Số thứ hai là số 069 ạ. À vâng ạ. Chúng ta nghe rõ tên của mình nhá. Số đầu tiên là chị Trần Thị Thủy 184 ạ. Chị Trần Thị Thủy 184 có ở đây không ạ? Nếu chúng ta không có ở đây, chúng ta hoàn toàn... À có, à, chị ấy sẽ nhiều cánh tay thế ạ. Chị nào là chính xác là 184 ạ? Vâng ạ, chị có mặt ở đây rồi ạ. Thì chị cứ ngồi xuống. Sau chương trình này, quà sẽ đến tận tay của chị ạ. Chị cần nhớ tên của mình nhá. Số thứ hai là 069 ạ. Xin mời ban thư ký ạ. 069 Trần Văn Kiên, số hiệu 811 bên phục vụ ạ. Anh Kiên đâu rồi ạ? Xin hỏi anh Kiên có đây không ạ? Đúng anh không ạ?
chúng tôi cần một sự minh bạch và sự chính xác ạ. Công ty Châu Giang luôn là một công ty đi đầu về sự chính xác, bởi vì chúng ta đang đạt được những sản lượng rất tốt về ngành dệt may. Điều đó khẳng định rằng chúng ta đang đi rất tốt và sự chính xác của công ty Châu Giang đã tạo nên thương hiệu của công ty. Chúng tôi phải cần một cánh tay chính xác là anh ạ, chứ không phải nhiều người giơ tay cùng lúc thế kia đâu ạ. Xin hỏi là mã 069 là ai ạ? Trần Văn Kiên, số hiệu 811. Anh Kiên đâu rồi ạ? Như vậy là không có anh Kiên ở đây. Xin mời anh đứng lên cho tôi xem ạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Vừa nãy là có tới mấy người giơ tay cơ. Rồi, anh cứ ngồi xuống ạ. Chúng ta tiếp tục đến với số thứ 3. Ba không sáu ạ. Trần Thị Là, giúp việc. Chị Là có đây không ạ? Chị Là có đây không ạ? Chị Là lần thứ nhất. Chị... À vâng ạ, như vậy là ban tổ chức tôi đã nhận được thông báo từ công đoàn. Đó là vì chị Là này đang làm nhiệm vụ, cho nên đương nhiên giải thưởng này sẽ đến tay chị Là, bởi vì chị làm phục vụ, đúng không ạ? Chúng ta đến với số thứ 4 ạ. Hai hai không. Hai hai không. Vũ Thị Lan, số hiệu 765. Chị Lan có đây không ạ? À bác ạ. Vâng ạ, rồi cảm ơn bác rất nhiều. Bác cần nhớ số của mình ạ. Tiếp tục ạ. Hai sáu sáu ạ. Trần Đình Tú, số hiệu 817. Vâng ạ, chị Tú đâu rồi ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn anh rất nhiều. Tiếp tục số thứ 6 ạ. 151. 151, Trần Văn Hoàn, số hiệu 230. Vâng ạ, đã có Hoàng Trần Văn Hoàn rồi ạ. Tiếp tục số thứ 7. 195. Trần Văn Toán, số hiệu 129. Anh Trần Văn Toán đâu ạ? Chiếc ô, à vâng ạ, xin cảm ơn anh rất nhiều, đã có rồi ạ. Số thứ 8 ạ. 288 ạ. Trần Thị Thành, số hiệu 086. Vâng ạ, có ai không ạ? Anh Thành đâu rồi ạ? Chúng tôi đang chờ cánh tay của anh ạ. À vâng ạ, chị Thành ạ. Vâng, em xin lỗi chị rất nhiều. Số thứ 9 ạ. Thế là bác đúng không ạ? À vâng ạ, thấy bác đứng lên, tưởng là bà chính là bác. Trân trọng mới ạ. Số hiệu 219. Vâng ạ. Chúng ta sẽ đếm ngược được không ạ? Bác Trần Trọng Mới lần thứ nhất ạ. Trân trọng mới lần thứ hai ạ. Trân trọng mới lần thứ ba. Như vậy là bác không có đây, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta quay lại số thứ 17 đi ạ. Vì là bác Trần Trọng Mới không có mặt tại đây. 113, số rất đẹp ạ. Trần Ngọc Nghĩa, số hiệu 272. Vâng ạ, bác Trần Ngọc Nghĩa đâu ạ? À vâng ạ, nhìn thấy rồi ạ. Rồi, số thứ 18 ạ. Hai, năm, ba. Xin mời ban thư ký ạ. Trần Thị Ca, số hiệu 222. Vâng ạ. Bác Trần Thị Ca, số liệu 222 ạ. Là chị ạ cơ. À đây là bác rồi, chính là nhìn rồi ạ. Vâng ạ. Như vậy là chúng ta đến số thứ bao nhiêu rồi ạ? Số thứ 18 rồi. Chúng ta còn 2 số nữa. Vâng ạ, số thứ 19 đi ạ. 059 ạ. Trần
Trần Thị Hạnh, số hiệu 659. Trần Thị Hạnh đâu ạ? À vâng, nhìn thấy rồi. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và số cuối cùng trong lần quay số trúng thưởng ngày hôm nay, giải thưởng là một chiếc ô trị giá 100.000 đồng cho lần quay đầu tiên. Người có số hiệu cuối cùng của lần quay đầu tiên này đó là 110 ạ. Trần Huy Tuyến, số hiệu 213. Trần Huy, vâng ạ. Như vậy là chúng ta đã có 20 người đầu tiên may mắn trúng giải một chiếc ô của ban tổ chức chúng tôi. Và quý vị chú ý là sau chương trình này, những quý vị chúng ta đã trúng giải gì? Xin mời quý vị chúng ta hãy lên và gặp công đoàn của công ty. Chúng ta sẽ được nhận giải thưởng. Và trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, quý vị đừng rời mắt khỏi khán đài này. Bởi vì ngoài chương trình phần lễ, chúng ta sẽ còn rất nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng. Trên tay của chúng tôi và trên sân khấu này, như quý vị đã thấy, rất nhiều giải thưởng để dành riêng cho quý vị trong chương trình lễ tổng kết năm 2019 này. Một lần nữa chúng tôi cứ xin được cảm ơn và trân trọng kính mời. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy trở lại sân khấu này với chương trình chính buổi chiều ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm nay, nhận lời mời của ban tổ chức công ty Châu Giang, quý vị đại biểu quan khách cũng như toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên đã có mặt tại đây, chúng tôi xin phép được thay mặt cho ban tổ chức của công ty xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Những người, ngày hôm nay là 26 Tết rồi, nhưng tất cả mọi người vẫn dành thời gian để có mặt tại đây và chứng kiến sự kiện quan trọng này của công ty. Đầu tiên, chúng tôi xin được nói lời tri ân và cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng tôi xin vui mừng thông báo với tất cả quý vị và các bạn chương trình lễ tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty Châu Giang xin phép được bắt đầu. Nắng về trong anh mùa sang, gió mây mơn man trên đôi môi hồng, niềm yêu tìm mình trong cuộc sống. Bước bước tung tăng bay là đà, mà trên mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Dừng xuân nơi xin làn gió heo vây, để chim muôn bay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt nỗi yêu thương từ bao nhiêu năm. Chiều màu thắm tươi cùng những tiếng hát từ nhà dân chơi vơi dù ta say trong tiếng cười. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chỉ thấy nắng về trong anh mùa xa. Gió mây mơn man trên đôi môi hồng, đêm yêu tìm người trong cuộc sống. Hương phấn tung tăng bay là đà, và trời mây buồn để trời thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. La 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 la
và chiều mây vừa nay trôi thiết tha, ánh mắt mơ trong ngày xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui, ánh mắt mơ trong ngày xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui, ánh mắt mơ trong ngày xa vời, chờ mùa xuân đến đêm. Chính xin mời quý vị chúng ta lắng nghe nhạc phẩm của nhạc sĩ Quốc An mang tên Giờ Đây Bên Em Mùa Xuân. Bước trên hè phố rộn ràng, hoa thắm mừng mùa xuân dịu dàng. Sao mây chơi một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giọt sương mai lòng lạnh thế, lòng anh vẫn không phải kể. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm, là dáng em đó hay nàng tin ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương ngớt. Ngày lâu mình vui lên đi em hỡi, anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân là những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt nay người trao. Tình yêu vừa chấm với em câu thề, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước sáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiêu hà đỡ chiếc hôn đầu tiên. Sao mây chơi một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giọt sương mai lòng lạnh thế, lòng anh đừng vương vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm, là dáng em đó hay nàng tin ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu thương ngỡ. Anh yêu em trọn đời. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân là những ước mơ ngày xanh. Mùa xuân hồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt anh người trao. Tình yêu vừa chấm với em tóc thề, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước sáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiêu hé đôi chiếc hôn đầu tiên. Tình yêu vừa chấm với em câu thề, lời yêu người nói với anh còn say mê. Cầm tay cùng bước sáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiêu hé đôi chiếc hôn đầu tiên.
Dạ vâng, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng ý nghĩa được mang tên Tết Nguyên Đán. Chúc cho toàn thể các quý vị đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay một lời chúc tốt đẹp và năm mới an khang thịnh vượng. Đầy nhà trong cơn sung vầy, cùng mong yên vui vẫn mãi luôn theo tuần xa ngập tràn hạnh phúc. Nào mời đôi nhau đã sắc màu sáng tươi, tình đàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời. Cùng mong yên vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em khoe áo mới đất mùa Tết vui, mẹ lầy hoay trong bếp hộp đợi chờ giữa khuya vương sao thừa tay. Tết đến rồi chúc nhau yên vui một năm, tài lộc đầy nhà cho con lòng vui sung vầy. Tết đến rồi chúc nhau ăn khang phồn vinh, thành đạt thật nhiều ước mơ thật xa. Nhanh nhanh đi thôi về với gia đình tôi, đón một năm mới muôn ngàn sắc xuân, sắc xuân. Tình yêu bên cha gần bên mẹ gần bên ông bà, hạnh phúc đang bao la cho một năm mới đã qua. Hãy đến cùng tôi, đặt tên cùng tôi, đặt tên cùng tôi, đặt một năm tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Một xuân năm nay quấn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Rồi mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà cho con sum vầy. Cầu mong yên vui vận may luôn theo con xa ngập tràn hạnh phúc. Nào mời đôi nhau đã màu sáng tươi, tình đàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời. Cầu mong niềm vui sẽ cho nhân gian nụ cười. Trẻ em khoe áo mới đón mùa Tết vui, mẹ lầy hoay trong bếp đang gói bánh trưng gia đình. Hồi hộp đợi chờ giữa khuya mừng sao thừa tay. Tết đến rồi chúc nhau vui một năm, tài lộc đầy nhà cho con lòng phung sung vầy. Tết đến rồi chúc nhau ăn khang phồn vinh, thành đạt thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Thành đạt thật nhiều ước mơ sẽ bay thật xa. Xin được cảm ơn các ca sĩ đã gửi tới tất cả quý vị đại biểu, các vị quan khách ngày hôm nay của Châu Giang những bài hát về mùa xuân, rồi những bài hát về Tết. Tất cả chúng ta cũng thấy rằng là ngồi ở đây trong chính khuôn viên quen thuộc này, hàng ngày đối với cán bộ và nhân viên của Châu Giang, chúng ta đến đây để làm việc. Nhưng ngày hôm nay chúng ta gặp mặt nhau ở đây trong một khoảnh khắc thiêng liêng và trong một tâm trạng và khí thế hoàn toàn khác. Đó chính là chúng ta đang vui mừng chờ đón mùa xuân Canh Tí năm 2020. Thưa quý vị đại biểu, thưa các vị quan khách, có thể nói rằng tất cả chúng ta ai cũng thấy, đối với năm dương lịch thì chúng ta đã bước sang năm 2020. Nhưng đối với người Việt Nam chúng ta là thế, truyền thống của Châu Giang là thế. Khi nào có ngày hôm nay
thì chúng ta mới thấy rằng Tết đã thực sự cận kề và đến với mọi gia đình. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2020, có nghĩa là 26 Tết. Thưa tất cả quý vị và các bạn, đào quất đã sum vầy trong mọi gia đình và sắc xuân đã hiện diện ở mọi nơi. Niềm hy vọng cho năm mới tất cả chúng ta đã gieo ở mọi gia đình. Còn bây giờ, chúng ta tạm thời rời xa tổ ấm thân yêu của mình để đến với một ngôi nhà lớn hơn, đó chính là công ty Châu Giang, để chúng ta cùng khởi động và cùng hướng tới một năm mới nhiều ước vọng và nhiều hy vọng mới. Và ngày hôm nay khi tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã có mặt tại đây, cho phép tôi được thay lời cho ban tổ chức xin gửi lời chào mừng và cảm ơn tới tất cả quý vị, đặc biệt là hơn 400 cán bộ công nhân viên của công ty Châu Giang ngày hôm nay vẫn đoàn kết trong mái nhà này. Một lời chúc mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, một điều nữa tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ở đây có một màu bao trùm lên tất cả, và một màu chủ đạo đó chính là màu đỏ. Thưa quý vị và các bạn, theo như quan niệm và theo như truyền thống thì màu đỏ là màu của ấm cúng, màu của hy vọng và là màu của trái tim mình. Ở đây, màu ấy của tất cả quý vị và các bạn trong lồng ngực của mình ai cũng có. Chúng tôi muốn lấy màu đó để làm màu chủ đạo, để tất cả mọi người chúng ta đã đến đây là đến bằng tâm huyết, đến bằng tận trái tim mình. Và vậy, chúng tôi đã lựa chọn màu chủ đạo này để bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Và tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng thấy sự hiện diện màu đỏ ấy ở bất cứ nơi đâu. Để cho dù có rét đến mấy và cho dù có xa cách đến mấy thì tất cả chúng ta vẫn ấm và tất cả chúng ta vẫn xích lại gần nhau. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ, tôi xin phép được thay mặt cho ban tổ chức xin được giới thiệu các vị đại biểu, các vị quan khách đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của ông Trần Thế Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của bà Trần Thị Loan, Ủy viên Hội đồng thành viên. Bên cạnh đó, về phía công ty, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu các ông bà trong ban điều hành của công ty cũng có mặt đông đủ. Đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị và các bạn, về phía các vị đại biểu, các vị quan khách, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đại diện cho huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, đại biểu các phòng ban của huyện Lý Nhân cũng đã về dự ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các đồng chí là thường trực lãnh đạo đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, đại diện các ban ngành, đoàn thể, trường học của xã Hòa Hậu, Tiến Thắng đã về dự. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị và các bạn, về dự chương trình ngày hôm nay còn có các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng phó thôn và đại biểu các chi hội, đoàn thể thôn 1-2. Cũng đề nghị tất cả quý vị và các bạn chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay không thể thiếu các đại biểu là thành viên trong hội đồng thân nhân, là thân nhân cán bộ, nhân viên toàn công ty, là chồng, là vợ, là người thân của tất cả những người đã và đang làm việc tại Châu Giang. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thưa quý vị và các bạn, và đặc biệt là toàn thể cán bộ công nhân viên, cụ thể đó chính là con số 400 cán bộ công nhân viên ngày hôm nay cũng đã có mặt tại đây. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị và các bạn, những người chúng ta, những ai đã và đang gắn bó với Châu Giang, chúng ta biết được rằng mùa xuân này là mùa xuân thứ 19 Châu Giang ra đời và đi vào hoạt động. Trong 19 năm qua, có biết bao nhiêu thăng trầm và có biết bao nhiêu buồn vui, nhưng đến bây giờ Châu Giang vẫn hạnh phúc. Chúng tôi rất cảm ơn đã có những người đã kề vai sát cánh cùng với công ty ngay từ những lúc đặt viên gạch đầu tiên để hình thành nên cơ sở khang trang ngày hôm nay. Những người đã cùng với chúng tôi đã đi qua buồn vui, đã đi qua biết bao thăng trầm của công ty, đã chứng kiến
những lúc hạnh phúc và chứng kiến những lúc khó khăn. Nhưng đi qua khó khăn để chúng ta thấy tất cả chúng ta đoàn kết với nhau hơn. Để chúng ta thấy những con người sẵn sàng kề vai cộng khổ với nhau để chúng ta có được ngày hôm nay. Và chúng ta có đi qua đông tàn thì chúng ta mới được chào đón những huy hoàng của ngày xuân. Chúng ta mới chờ đón một mầm non mạnh khỏe và hy vọng, và chúng ta sẽ có lộc biếc. Còn bây giờ, để tất cả mọi người chúng ta có một cái nhìn khái quát về Châu Giang 19 năm qua, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy chuẩn bị theo dõi một phim ngắn mà Châu Giang, những người có trách nhiệm đã dày công chuẩn bị. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Trong 19 năm qua, cùng với sự chuyển mình đi lên của đất nước, công ty dệt may Châu Giang đã không ngừng xây dựng và phát triển, tự hào đã gần 20 năm đồng hành cùng ngành dệt may Việt Nam. Ngày 11 tháng 9 năm 2000, công ty dệt may Châu Giang đặt bước chân đầu tiên của cuộc hành trình khởi nghiệp, xây dựng nhà máy sản xuất dệt công nghiệp trên làng nghề với sứ mệnh khôi phục nghề dệt thủ công của cha ông xưa. Năm 2001, xây dựng nhà xưởng và đầu tư 209 máy dệt thoi tự động của Toyota Nhật Bản, 10 máy xuất Thụy Sĩ và có các chuyên gia Hàn Quốc tại công ty để chuyển giao công nghệ. Song song với việc đầu tư, công ty cũng thực hiện tuyển nhân sự và gửi đi công ty X20, Bộ Quốc phòng đào tạo. Sản xuất lúc này thiếu thốn và vô cùng bộn bề. Năm 2003, đầu tư máy hồ, mắc, lò hơi để đồng bộ dây chuyền hồ, mắc, dệt, là máy sản xuất vải khổ hẹp đặc thù cho ngành may mặc, phục vụ lực lượng vũ trang và phục vụ vải công nghiệp rất phù hợp. Năm 2005, lô máy dệt kiếm xuất xứ Hàn Quốc với số lượng 58 máy và lô máy hồ mắc Kawamoto, đồng bộ hiện đại của Nhật Bản được đầu tư. Năm 2008, lô 55 máy dệt thổi khí Tosuda Koma của Nhật Bản và thành lập chi nhánh miền Nam với đầu tư tòa nhà, kho bãi. Năm 2012, một quyết định rất quan trọng nâng tầm cho công ty một vị thế trong ngành, đó là đầu tư lô máy sản xuất mới xuất xứ châu Âu, là máy dệt khí hiện đại nhất theo cấu hình tự chọn, có tốc độ nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đồng thời đầu tư đồng bộ cùng bộ máy hồ, mắc và đưa xưởng xe sợi vào hoạt động, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và tạo đà cho sản xuất. Năm 2017, 2018, 2019 thực hiện chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững, lâu dài, tạo nền tảng cho công ty bước vào kỷ nguyên mới. Công ty đã đầu tư 118 máy dệt thổi khí và 2 máy hồ mắc đồng bộ, 2 lò hơi, hệ thống nhà xưởng, nhà xe 2 tầng, nhà kho và hệ thống thiết bị phụ trợ. Tổng giá trị đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Với tư duy, tầm nhìn của nhà lãnh đạo cùng với sự đồng thuận của cán bộ công nhân viên của công ty, công ty quyết định đưa ra những chiến lược phát triển công ty trong tương lai. Mục tiêu thứ nhất, triển khai sản xuất thông minh, quản lý bằng hệ thống phần mềm, ứng dụng được các thành tựu của công nghiệp 4.0, phù hợp với sự phát triển của thế giới. Mục tiêu thứ hai, công ty hướng đến các giao dịch thương mại quốc tế với các nước trên thế giới, nhằm mang sản phẩm của công ty đi xa hơn, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu thứ ba, đây là mục tiêu cốt lõi và không thể thiếu, chính là chuyển giao công tác quản lý, đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý tương lai phù hợp với hội nhập quốc tế, có các kỹ năng phù hợp với cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trải qua 19 năm hình thành và phát triển, đi qua biết bao biến cố, thăng trầm, tất cả đã hun đúc nên một công ty dệt may Châu Giang dám đương đầu với khó khăn, biết vượt qua tất cả mọi thử thách. Công ty Châu Giang đang lớn mạnh và sẽ lớn mạnh hơn nữa để góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước
bằng sức lao động được tạo nên từ những sản phẩm của mình. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị. Tại sao là như vậy ạ? Bởi vì chúng tôi thấy được rằng quý vị và các bạn, trong mắt của tất cả quý vị và các bạn, chúng ta hạnh phúc. Bởi vì chúng ta thấy rằng là những máy móc quen thuộc và những người con người quen thuộc đã được hiện diện tiêu biểu trong phim ngắn mà chúng tôi đã vừa gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Và tôi thấy được tất cả quý vị và các bạn chúng ta cũng hạnh phúc khi mà công ty đã vạch ra những chỉ tiêu cho năm 2020 hết sức cụ thể. Và điều đó nâng tầm của công ty chúng ta. Và khi tất cả quý vị và các bạn chúng ta thấy rằng khi mà Châu Giang được nâng tầm, điều đó có nghĩa là có hạnh phúc và thu nhập của tất cả quý vị và các bạn sẽ được nâng lên. Điều mong mỏi của tất cả chúng ta là như thế. Còn bây giờ để cụ thể hơn thì chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu bà Vũ Thị Ngọc Trâm, Giám đốc Kinh doanh sẽ lên đọc báo cáo của công ty và phương hướng hoạt động cho năm 2020. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa ông Trần Thế Long, Giám đốc công ty. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội nghị. Năm 2019 vừa qua đi, chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của năm 2020, năm mở đầu cho thập kỷ mới với không khí rộn ràng, náo nức đang ngập tràn khắp mọi miền. Ngày hôm nay, được sự ủy quyền của Giám đốc công ty, tôi rất vinh dự được báo cáo trước các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ nhân viên kết quả sản xuất kinh doanh của công ty dệt may Châu Giang năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020. Kính thưa toàn thể hội nghị, năm 2019 là một năm vô cùng biến động với tình hình kinh tế thế giới, nổi bật là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung với diễn biến phức tạp, khó lường đã làm đảo lộn quy luật của rất nhiều ngành hàng và dệt may cũng không phải ngoại lệ. Theo đó, trong quý 4 năm 2019, số đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam mới chiếm khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của ngành dệt may chính là sự không đồng bộ trong các khâu, các công đoạn hoàn tất như tẩy, nhuộm, in trong chuỗi giá trị sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trong bối cảnh đó, Đảng và Chính phủ cũng đã rất nỗ lực trong việc sâu sát và giáo diết với hoạt động của khối doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng, vì nhận thấy đây chính là mũi nhọn đóng góp cho sự phát triển kinh tế nước nhà. Hiệp hội Hàng dệt may Việt Nam vẫn đang cố gắng giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp, như là cầu nối giữa doanh nghiệp hội viên với thị trường trong nước và ngoài nước thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế và ngành nghề, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch, Giám đốc công ty, 19 năm qua, công ty đã từng bước xây dựng, phát triển với biết bao khó khăn, thăng trầm. Kể từ ngày đầu thành lập đến nay, Châu Giang đã hoàn thành sứ mệnh khôi phục làng nghề truyền thống, đưa làng dệt Nhân Hậu trở thành một làng dệt công nghiệp hiện đại, được đối tác, bạn bè trên toàn quốc ghi nhận, tin tưởng. Năm 2019 là năm bản lề, năm tạo bước đệm cho chặng đường những năm 20 tiếp theo. Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện hàng loạt công cuộc thay đổi lớn và đem lại những kết quả hết sức tích cực trên mọi phương diện. Sau đây, tôi xin tổng hợp lại kết quả hoạt động toàn công ty năm 2019 như sau. Thứ nhất, về sản xuất kinh doanh. Bám sát với yêu cầu thị trường, bộ phận kinh doanh đã có kế hoạch sản xuất nhạy bén và kịp thời để phát huy hết các ưu điểm của mặt hàng truyền thống và đưa vào kế hoạch sản xuất các mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng. Trên cơ sở kế hoạch, các xưởng, ca, tổ đã làm việc tăng ca 100% trong năm vừa qua, ngày đêm phấn đấu để đáp ứng kịp thời việc tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh mặt hàng vải dệt, mặt hàng sợi hồ cũng được công ty đặc biệt chú trọng trong năm nay bằng việc nâng cao chất lượng và triển khai hàng loạt các chính sách ưu đãi. Theo đó, doanh thu năm 2019 đạt 540 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán vải là 370 tỷ, tương đương gần 18 triệu mét vải, và doanh thu bán sợi là 170 tỷ, tương đương 3.600 tấn sợi. Sản lượng vải năm 2019 đạt 17.413.035 mét, tăng 4% so với năm 2018. Chất lượng đạt 95%,
tăng 5,8% so với năm 2018. Tuy thị trường nguyên liệu, đầu vào biến động và liên tục giảm mạnh trong năm vừa qua, nhưng dưới sự chỉ đạo của giám đốc công ty, bộ phận kinh doanh đã sâu sát và có những dự báo thị trường sắc bén để xây dựng kế hoạch nhập nguyên liệu, đáp ứng sản xuất, kinh doanh hợp lý, kịp thời. Bên cạnh thị trường và các mặt hàng truyền thống, giám đốc công ty cũng đã chủ trương mở rộng, khai thác các giải mặt hàng mới, bước đầu nghiên cứu việc xúc tiến thương mại sản phẩm của Châu Giang sang các quốc gia khác thông qua các buổi hội thảo về ngành nghề có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, về công tác đầu tư, năm 2019, công ty vừa sản xuất kinh doanh, vừa mở rộng đầu tư cho xưởng chuẩn bị với tổng diện tích lên đến 2.500m², xây dựng nhà kho mở rộng và đưa vào sử dụng với tổng diện tích khoảng 2.000m², xây dựng một phòng máy nén khí và trạm biến áp 2 tầng, mua sắm, lắp đặt, bổ sung thêm 101 máy dệt thổi khí, nâng tổng số máy từ 93 lên 194 máy, một dàn máy hồ mắc đồng bộ, nâng tổng số máy lên 5 máy mắc, 4 máy hồ, một máy nén khí turbo và hai trạm biến áp với tổng công suất 4.100 kVA, khiến tổng mức đầu tư về máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản trong năm 2019 đạt 100 tỷ đồng. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, dàn máy dệt thổi khí Sudakoma đã được triển khai vận hành. Các hạng mục đầu tư của xưởng chuẩn bị cũng đã được hoàn tất. Những máy móc thiết bị mới này và nhà xưởng mở rộng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, nâng sản lượng vải lên 3 triệu mét trên tháng, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, khắc phục những nhược điểm trên dây chuyền mà trước đây thường mắc phải. Bên cạnh các hạng mục đầu tư lớn, các công cụ hỗ trợ cũng đã được công ty chú trọng. 3 chiếc xe nâng đã được đưa vào trang bị phục vụ cho công tác lắp đặt thiết bị, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giúp tiết giảm thời gian và chi phí nhân công. Không chỉ chú trọng đến đầu tư máy móc thiết bị, công ty đã bước đầu xúc tiến các hoạt động chuẩn bị cho việc ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 như thành lập phòng IT, triển khai dự án phần mềm ERP, kết nối sản xuất bằng các thiết bị thông minh, thực hiện khảo sát với các chuyên gia đánh giá 4.0 của nước ngoài, dự án tăng năng suất với Viện Năng suất Việt Nam. Nhìn chung, công tác đầu tư của Châu Giang trong năm vừa qua có thể nói là toàn diện trên mọi mặt, từ mặt bằng, máy móc thiết bị đến nền tảng công nghệ để đáp ứng được việc thực hiện chủ trương, định hướng của công ty trong các giai đoạn tiếp theo. Đây chính là sự chuẩn bị dài hơi của công ty trong những chặng đường kế tiếp. Thứ ba, về công tác lao động, thi đua và đời sống. Đối với ngành dệt may, lao động luôn là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định và thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty luôn xác định cần tập trung ưu tiên cho yếu tố con người. Trong năm 2019, trong khi nhiều doanh nghiệp dệt may phải đối mặt với giải quyết việc làm cho người lao động, thì Châu Giang luôn tự hào giúp người lao động ổn định trong công việc và thu nhập. Đặc biệt, để đáp ứng tiến độ đơn hàng, công ty đã linh hoạt trong việc tổ chức, sắp xếp thời gian cho các xưởng tăng ca hoặc đi 3 ca 7 kíp. Người lao động duy trì quy trình chặt chẽ, kỷ luật nghiêm túc và ý thức ngày càng được nâng cao. Về tiền lương, công ty đã xây dựng và đưa vào áp dụng chính sách tiền lương từ năm 2018. Toàn bộ các lao động trực tiếp đều được hưởng lương theo năng suất chất lượng. Công ty đảm bảo tiền lương của người học việc không dưới 4 triệu đồng một tháng và tiền lương tối thiểu của công nhân không dưới 5,5 triệu trên một tháng. Về các chế độ như thưởng nóng hàng tháng cho cán bộ nhân viên đạt 100% vải loại A, tổng kết cả năm có 14 thợ dệt được khen thưởng, trong đó có 4 thợ dệt tiêu biểu có nhiều hàng đạt 100% vải loại A hoặc năng suất chất lượng cao nhất xưởng. Thưởng nóng hàng tháng cho các tập thể đạt năng suất chất lượng cao nhất xưởng và đạt chỉ tiêu do công ty đề ra. Các chương trình thưởng áp dụng cho từng giai đoạn để khích lệ người lao động làm việc như khen thưởng hàng ngày, có ngày khen thưởng lao động ngày công cao, khen thưởng lao động tích cực hàng ngày. Các chương trình khi đua khen thưởng này đã tạo động lực cố gắng cho cán bộ công nhân viên, giúp tạo không khí lao động hăng say khắp các tổ. Bên cạnh đó, chăm lo nâng cao đời sống về mọi mặt cho cán bộ nhân viên cũng là ưu tiên hàng đầu của công ty. Không chỉ có tiền lương, tiền thưởng hàng tháng được lĩnh đều đặn, mà cán bộ công nhân còn được quan tâm đến từng bữa ăn, có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong năm vừa qua, tổng số tiền chi cho quỹ phúc lợi là 176 triệu 200 nghìn đồng, trong đó bao gồm làm nhà, xây dựng gia đình, sinh con, thân nhân ốm đi viện, đám hiếu và cá nhân ốm và đi viện.
Bên cạnh việc quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên, Châu Giang cũng rất quan tâm chú trọng đến các hoạt động cộng đồng. Cụ thể, công ty đã tổ chức chuyến tham quan ở làng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây cho các bạn là học sinh, sinh viên, con của cán bộ nhân viên theo chương trình hướng nghiệp. Tặng thưởng khuyến học cho học sinh giỏi, đạt các giải thưởng của trường trung học cơ sở Nhân Hậu, các xóm liên kết. Thăm và chúc Tết các cụ cao tuổi trong khu vực, thăm và trao quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là 87 triệu đồng. Thứ tư, về công tác tổ chức. Có thể nói, một điểm nổi bật đáng chú ý về của công ty Châu Giang trong công tác tổ chức năm 2019 chính là sự chuyển giao. Giám đốc công ty đã tin tưởng và xây dựng lộ trình chuyển giao công tác quản lý cho lớp cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có nhiệt huyết, có năng lực, có sức phấn đấu, đặc biệt là ứng dụng được những tư duy mới, phương pháp mới, năng động, cởi mở, sáng tạo trong công việc. Theo đó, trong năm vừa qua, chức danh giám đốc nhân sự và giám đốc kinh doanh đã được công ty tin tưởng, giao phó cho lớp thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp của công ty. Bên cạnh đó, nhiều đồng chí trẻ cũng đã khẳng định được vị trí của mình trong cơ cấu tổ chức. Mặt khác, trong năm 2019, giám đốc công ty đã thực hiện cuộc cải tổ lớn về cơ cấu tổ chức. Các chức danh, các vị trí cũ đều bị bãi bỏ. Giám đốc công ty trực tiếp quay lại điều hành mọi hoạt động của công ty cho đến các nghiệp vụ nhỏ nhất. Cơ cấu tổ chức trong 5 năm tiếp theo đã xây dựng được bộ khung. Bộ máy quản lý của công ty đã được tinh gọn, chỉ còn lại ban điều hành với 7 đồng chí thực hiện giúp việc cho giám đốc công ty, bao gồm nhóm 1, các thành viên trong ban giám đốc có trách nhiệm xây dựng chủ trương, định hướng chiến lược của công ty. Nhóm 2, chuyên viên tổng hợp và tổ chức hành chính có nhiệm vụ xây dựng hồ sơ và các thủ tục hành chính phục vụ việc triển khai công việc. Nhóm 3, tổ chức điều hành có nhiệm vụ điều hành và kiểm soát các nhóm làm việc. Ba nhóm này chính là cánh tay nối dài, giúp kết nối giám đốc công ty đến từng đầu mối sản xuất. Mỗi thành viên trong ban điều hành đều có chức năng, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, riêng biệt và không chồng chéo. Người cán bộ từ trên công ty đến các đầu mối dưới sản xuất đã thực sự tham gia vào việc cụ thể thông qua bộ hồ sơ công việc, giúp ban điều hành kiểm soát được người và việc một cách hiệu quả, tránh kiểu quản lý chung chung. Bước sang đầu năm 2020, mặc dù thị trường đang có những tín hiệu khởi sắc trở lại về cầu, nhưng theo các chuyên gia, bức tranh kinh tế toàn cảnh thế giới nói chung và ngành dệt may nói riêng vẫn nhiều màu xám hơn màu hồng. Do tình hình cuộc chiến tranh kinh tế, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, xu thế kinh doanh đã chuyển sang ngắn hạn, phòng thủ trước các diễn biến khó lường về chính sách thương mại quốc tế. Đơn đặt hàng ngắn hạn khiến doanh nghiệp khó tối ưu kế hoạch và chi phí, dẫn đến hiệu quả suy giảm, cho dù vẫn có tăng trưởng về doanh thu. Điều đó cũng đặt cho công ty chúng ta thấy rõ những khó khăn để có biện pháp đối phó thích hợp. Đặc biệt, khi sản lượng vải dệt lên 3 triệu mét trên tháng sau khi hoàn thiện các hạng mục đầu tư. Tuy vậy, chúng ta lại có những thuận lợi cơ bản rất lớn và quan trọng là kinh nghiệm 20 năm quản lý, kỹ thuật sản xuất luôn làm chủ được sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Về thị trường, công ty đã xây dựng được hệ thống khách hàng truyền thống, trung thành nhờ vào chất lượng sản phẩm của Châu Giang Tech đã tạo nên uy tín và thương hiệu của công ty. Một thuận lợi cơ bản nữa chính là về tiềm lực tài chính. Nguồn vốn tự có của công ty đủ đáp ứng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng. Và cuối cùng, thật thiếu sót khi không thể không nhắc đến đội ngũ cán bộ công nhân viên yêu nghề, làm việc có kỷ luật, văn hóa. Chắc chắn chúng ta sẽ có những điều kiện tốt để phát triển thành công trong năm 2020 với các định hướng đã được giám đốc công ty chủ trương thực hiện, cụ thể như sau. Thứ nhất, hoàn thiện chương trình đầu tư trang thiết bị cho nhà máy dệt, đưa dây chuyền vào hoạt động ổn định chậm nhất là hết quý 1 năm 2020. Thứ hai, đa dạng giải mặt hàng của công ty, duy trì hệ thống khách hàng truyền thống vốn có và phát triển, mở rộng sang các thị trường mới, bao gồm cả xuất khẩu thông qua các chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Thứ ba, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa phần mềm ERP vào phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, hướng đến doanh nghiệp sản xuất thông minh trong thời đại mới. Thứ tư, cơ giới hóa hoàn toàn trong công việc kho vận, sử dụng được xe nâng trong xuất nhập hàng hóa, giúp tiết giảm số lượng lao động phục vụ cho việc bốc vác hàng hóa.
Thứ năm, kiện toàn trong việc xây dựng bộ hồ sơ công việc, hồ sơ ngành nghề, hồ sơ cá nhân cho toàn hệ thống. Thứ sáu, lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự phục vụ cho hệ thống máy móc khi đưa vào sản xuất. Về tiền lương, hướng đến 100% cán bộ công nhân viên hưởng lương theo khoán sản phẩm, bao gồm cả đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng, đều hưởng theo kết quả công việc khu vực mình phụ trách và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ bảy, xây dựng được đội bảo vệ môi trường, có các hoạt động cùng thôn 1, thôn 2 chung tay giữ gìn môi trường khu vực. Kính thưa toàn thể hội nghị, trên đây là bản báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hành động trong năm 2020. Để công ty Châu Giang đạt được những thành tựu như trong năm 2019 là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, môi trường cho các doanh nghiệp phát triển, chung tay xây dựng làng nghề nhân hậu ngày một hiện đại và không thể không nhắc đến sự cố gắng, phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ nhân viên công ty. Với tinh thần không ngừng vươn lên và quyết tâm cao, chúng ta tin tưởng rằng mọi khó khăn sẽ bị đẩy lùi và con thuyền Châu Giang sẽ tiếp tục vững bước tiến đến thành công trong năm tới, cũng như các năm tiếp theo. Để phát triển bền vững trong giai đoạn tới, công ty Châu Giang cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự ủng hộ, tạo động lực của quý vị thân nhân để toàn bộ cán bộ nhân viên yên tâm, đồng lòng, hướng đến mục tiêu chung. Cuối cùng, nhân dịp năm mới, kính chúc các vị đại biểu khách quý dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn điều như ý. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bà Vũ Ngọc Trâm đã thay mặt công ty báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. Như vậy là đã có những con số và mục tiêu hết sức cụ thể thông qua báo cáo của mình. Tuy nhiên để báo cáo này hoàn thiện hơn và báo cáo này cụ thể hơn thì bây giờ các bộ phận sẽ có bài tham luận của mình. Đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Thị Quyền, Giám đốc Nhân sự sẽ lên tham luận. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa ông Trần Thế Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể cán bộ công nhân viên có mặt trong buổi lễ tổng kết ngày hôm nay. Vừa rồi hội nghị đã được điểm lại những thành tựu tập thể cán bộ công nhân viên Châu Giang đã đạt được trong năm 2019 thông qua bài báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động năm 2020 của công ty dệt may Châu Giang. Nhìn chung năm 2019 là năm khó khăn với ngành dệt may toàn cầu và ngành dệt may Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng đó. Song với công ty Châu Giang, năm 2019 lại là năm bản lề, năm thành công thực hiện các công tác chuẩn bị chào đón cho năm 2020, chào đón 20 năm tuổi, Châu Giang bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ của trách nhiệm, cởi mở và kết nối, đưa ứng dụng công nghệ thông tin, công nghiệp 4.0 và ứng dụng trong sản xuất thông minh. Với mục tiêu chiến lược của công ty năm 2020 đưa ra, sau đây tôi xin được tham luận nhiệm vụ và chương trình hành động của bản thân. Được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo công ty, tập thể cán bộ nhân viên đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho tôi là giám đốc nhân sự từ tháng 6 năm 2019. Và hiện nay tôi còn được giao nhiệm vụ là một trong 7 thành viên của ban điều hành trong cơ cấu tổ chức của công ty, giúp việc cho giám đốc công ty. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm các mảng việc bao phủ kín các lĩnh vực hoạt động tại công ty. 7 thành viên đều có chức năng nhiệm vụ cụ thể, sát thực, riêng biệt và không chồng chéo. Người cán bộ từ công ty đến các đầu mối đã thực sự tham gia vào việc cụ thể thông qua bộ hồ sơ công việc, giúp ban điều hành kiểm soát được người và việc một cách hiệu quả, tránh hình thức quản lý chung chung. Kính thưa hội nghị, với nhiệm vụ là giám đốc nhân sự, tôi chịu trách nhiệm về mọi chế độ, quyền lợi và các vấn đề liên quan đến người lao động với 7 nhiệm vụ chính. 1. Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, đảm bảo thực hiện được chiến lược của phát triển của công ty qua từng giai đoạn, qua từng thời kỳ. 2. Thực hiện công tác tổ chức, kiểm soát việc bố trí sắp xếp nhân sự, đảm bảo tính phù hợp hiệu quả trong công việc. 3. Tham gia xây dựng và duy trì các chế độ chính sách nhân sự. 4. Là cầu nối khăng khít giữa ban lãnh đạo công ty với người lao động thông qua hệ thống nhân sự từ công ty đến từng ca sản xuất. 5.
lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới đáp ứng nhu cầu về nhân lực qua từng giai đoạn. 6. Lập kế hoạch tổ chức đào tạo bổ túc, nâng cao tay nghề và năng lực chuyên môn cho cán bộ, nhân viên. 7. Công tác quản lý lao động, nắm bắt tình hình nhân sự, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, báo cáo đề xuất ban lãnh đạo công ty kịp thời. Kính thưa hội nghị, trong năm 2019, công tác đầu tư của công ty gần như đã đi đến hoàn thành. Và đến năm 2020, vấn đề đặc biệt cần quan tâm hàng đầu đó là công tác nhân sự. Để thực hiện đúng đủ 7 nhiệm vụ của giám đốc nhân sự, bản thân xin đưa ra chương trình hành động như sau. Lập kế hoạch tuyển dụng lao động đáp ứng dây chuyền sản xuất của xưởng chuẩn bị, xưởng dệt thai đi vào hoạt động. Đưa chương trình khoán việc đến từng đơn vị, 100% cán bộ công nhân viên hưởng lương theo khoán sản phẩm và nghiệm thu kết quả thực hiện công việc. Huy động sức mạnh tập thể cùng đưa ra giải pháp và là công cụ đắc lực trong hỗ trợ công tác quản lý điều hành của giám đốc công ty. Kính thưa hội nghị, trên đây là tham luận của cá nhân và phương hướng hoạt động của năm 2020. Xin được cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty, cảm ơn các cô, chú, anh chị và thân nhân đã luôn đồng hành cùng với công ty Châu Giang trong suốt những năm qua. Với nhiệm vụ của bản thân, trong năm 2020, rất mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và chia sẻ của tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty. Tôi tin rằng năm 2020 hứa hẹn một năm khởi sắc và nhiều thành công mới với công ty dệt may Châu Giang. Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể hội nghị một năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Giám đốc Nhân sự bà Trần Thị Quyền. Và cũng để liên tục chương trình, sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Thanh Tùng, tổ chức điều hành, sẽ lên có đôi lời tham luận. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Trần Thế Long, giám đốc công ty, kính thưa toàn thể hội nghị. Tôi xin đọc báo cáo tham luận về nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của cá nhân tôi. Năm 2019 vừa đi qua, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là lúc để chúng ta cùng nhìn lại những thành tích đã đạt được trong năm cũ và hướng phấn đấu cho năm mới. Thưa toàn thể hội nghị, năm vừa qua, ngoài những hạng mục đầu tư mạnh mẽ về máy móc thiết bị, giám đốc công ty còn ra chủ trương về việc chuyển giao thế hệ thông qua việc phân quyền, giao trách nhiệm toàn bộ các vùng, các vị trí cho từng cá nhân trong ban điều hành. Là một trong 7 thành viên trong ban điều hành, tôi hiểu được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, không chỉ cùng xây dựng hệ thống hồ sơ phục vụ tại các công việc tại văn phòng, mà chúng tôi còn cần tham gia sâu xuống xưởng sản xuất với phương châm như giám đốc công ty đã đề ra là bám máy, bám người, bám việc. Châu Giang là một đơn vị sản xuất, chính vì vậy tôi nhận thấy với tất cả các cá nhân, dù ở vị trí nào trong công ty đi nữa, thì mục tiêu, mục đích cũng phải làm sao để việc sản xuất được tốt nhất, nâng cao sản lượng nhất, và chất lượng với chi phí giá thành thấp nhất. Ban điều hành đã được giám đốc công ty xây dựng và giao quyền cũng không có mục đích gì khác ngoài việc phục vụ tốt nhất cho sản xuất. Chính vì vậy, phương hướng hoạt động của cá nhân tôi trong năm 2020 như sau. Tiếp tục sâu sát các hạng mục đầu tư tại xưởng sản xuất, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ của anh chị em công nhân, cùng tham gia xây dựng phương án trước trong khi làm và nghiệm thu công việc sau khi đã hoàn thành, nghiên cứu phương án đưa công nghệ tích hợp vào sản xuất, phấn đấu từng bước quá trình chuyển đổi sang sản xuất thông minh, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tìm cơ hội để mở rộng thị trường. Để từng cá nhân trong ban điều hành chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, rất cần có sự đồng hành của các đồng chí cán bộ nhân viên toàn công ty với mong muốn được phục vụ tốt nhất cho sản xuất. Chúng tôi rất cầu thị mọi người sẽ thẳng thắn trao đổi, đưa ra những yêu cầu, đặt hàng chúng tôi những việc cần phải làm và phải làm, để từ đó chúng tôi có thể hiểu sâu với công việc sản xuất và đưa ra những đề xuất đúng đắn cho giám đốc công ty. Tôi kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức để có một tập thể vững mạnh và đoàn kết, và công ty sẽ không chỉ có một năm 2020 thành công mà còn là một thập kỷ mới phát triển vững mạnh. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể hội nghị. Xin chúc mọi người một năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng.
Xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Thanh Tùng. Và cũng để liên tục chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trần Thu Hà sẽ trình bày tham luận của mình. Xin mời bà Trần Thu Hà. Kính thưa ông Trần Thế Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay, trong không khí tưng bừng của ngày xuân sắp tới, trong lễ tổng kết năm 2019, hội nghị chúng ta đã được nghe đồng chí Trâm, Giám đốc kinh doanh, đọc báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển chương trình hành động của công ty năm 2020. Từ chủ trương của công ty sẽ biến thành hành động của mỗi cán bộ công nhân viên. Tôi, với vai trò là một tổ chức điều hành, thành viên của ban điều hành, xin báo cáo tham luận về nhiệm vụ và hành động của cá nhân năm 2020. Kính thưa hội nghị, công ty Dệt May Châu Giang được thành lập từ ngày 11 tháng 9 năm 2000. Đến nay đã trải qua 19 năm xây dựng và phát triển. 19 năm đó được chia theo từng dấu mốc. Giai đoạn 1 là xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư máy móc thiết bị. Giai đoạn 2 là tập trung vào sản xuất kinh doanh trên nền tảng đã có sẵn, đi sâu vào tìm kiếm thị trường và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Giai đoạn 3 là đầu tư phát triển bền vững và vươn tầm ra quốc tế. Năm 2019, từ việc làm chủ được thị trường trong nước, song hành với đội ngũ cán bộ công nhân viên đã được đào tạo và rèn luyện về kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng độc lập chịu trách nhiệm trong từng việc làm. Giám đốc công ty đã quyết định thực hiện chiến lược đã đề ra với sản lượng 3 triệu mét vải trên tháng. Đó là đầu tư thêm 101 máy dệt thổi khí và thiết bị phụ trợ để đáp ứng cho sản xuất. Có thể nói, năm 2019 là năm đánh dấu bước ngoặt chuyển mình, là năm bản lề để Châu Giang bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn phát triển bền vững và vươn tầm ra quốc tế. Đây là tín hiệu rất đáng vui mừng cho công ty Châu Giang nói chung và cho từng cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Châu Giang nói riêng. Để chuẩn bị vào cuộc trường chinh chinh phục mới, công ty đã cơ cấu phương pháp tổ chức điều hành để đồng bộ với chương trình mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, lấy sức trẻ, sự sốc vác, năng nổ và hiểu biết của thế hệ trẻ để dần đưa công ty đến gần với nền công nghiệp 4.0. Cuối năm 2019, công ty đã đưa vào áp dụng cơ cấu tổ chức hệ điều hành công ty. Các thành viên trong ban giám đốc có trách nhiệm xây dựng chủ trương định hướng hoạt động của công ty. Ban điều hành được hội tụ 7 đồng chí cán bộ quản lý cấp cao có nghiệp vụ chuyên sâu ở các từng lĩnh vực. Cùng hội tụ về ban điều hành làm việc trực tiếp với giám đốc công ty, nhận ý tưởng, chủ trương từ giám đốc để lập phương án triển khai ra đầu việc, lên phiếu công việc và phân công cho từng cá nhân trong ban điều hành thực hiện theo chuyên môn nghiệp vụ. Từng người trong ban điều hành sẽ tỏa xuống làm việc nghiệp vụ trực tiếp với sản xuất, đồng hành cùng các nhóm trưởng, cùng những người kỹ thuật, cùng anh em công nhân để tháo gỡ các vướng khó ngay trong từng việc làm. Ban điều hành sẽ là người phục vụ mẫn cán cho các đầu mối và mục tiêu là tất cả cho sản xuất tốt nhất. Tôi là một trong 7 đồng chí đang làm việc tại ban điều hành. Nhóm tôi có 2 thành viên và chịu trách nhiệm tổ chức điều hành các nhóm việc, cụ thể như sau. Sau khi ban điều hành đã thống nhất đầu việc, lên phương án thực hiện và phân công người triển khai cho các đầu mối, thì nhóm chúng tôi căn cứ vào hồ sơ tài liệu của ban điều hành, kiểm tra xem cấp dưới có thực hiện theo lệnh không, công tác tổ chức thực hiện của từng nhóm thế nào, các đầu mối có liên kết với nhau để cùng thực hiện việc không, trong quá trình thực hiện họ có gặp phải vướng khó gì. Chúng tôi sẽ là cầu nối giữa những người trực tiếp làm nghiệp vụ với nhau, giữa người làm nghiệp vụ với ban điều hành và giám đốc công ty. Thời gian qua, nhóm chúng tôi mới tập trung chủ yếu vào xưởng chuẩn bị và đặc biệt là công tác lắp đặt máy. Nhìn nhận thấy rất rõ, khi tổ chức điều hành vào cuộc sâu sát đến từng việc đã giúp cho giám đốc công ty, ban điều hành công ty trong công tác quản lý nắm được nóng từng việc và đặc biệt là các nhóm làm việc đã có sự kết nối trong công việc. Mặc dù kết quả của nhóm đạt được chưa nhiều, nhưng đó cũng là nguồn động lực để cho nhóm vững tin bước vào năm 2020 với phạm vi hoạt động rộng hơn, hướng tới là sẽ phục vụ trải khắp cho các đầu mối thực hiện công việc tại sản xuất, với mục tiêu chung là một việc dù nhỏ nhất nhưng phải làm tốt nhất.
Với nhiệm vụ được giao sang năm 2020, chúng tôi sẽ thực hiện theo trình tự như sau. 1. Nhận lệnh triển khai hồ sơ tài liệu từ ban điều hành công ty. 2. Tổ chức triển khai thực hiện đối với từng việc, từng người. 3. Tổ chức cho nhóm việc hội ý chuyên đề, lấy ý kiến của từng người liên quan, hoàn thiện tài liệu, phân bổ cho từng cá nhân thực hiện và báo cáo ban điều hành và giám đốc công ty trước khi triển khai thực hiện. 4. Bám sát việc của từng nhóm sau khi triển khai, nắm bắt ngay các bất cập khi triển khai thực hiện để cùng tháo gỡ các vướng khó hoặc xin ý kiến ban điều hành xử lý. 5. Tổng hợp các diễn biến công việc hàng ngày của từng đầu mối, kết hợp với người chủ trì ra việc làm tiếp theo. 6. Cùng đầu mối bố trí sắp xếp lao động thực hiện công việc, đánh giá kết quả thực hiện của từng cá nhân, đề xuất khen thưởng, kỷ luật. 7. Cùng các đầu mối tìm giải pháp để nâng cao hiệu suất lao động, hiệu suất máy móc thiết bị, hướng tới mục tiêu đẩy tiền lương của cán bộ, công nhân sản xuất tăng lên khoảng 5% so với hiện tại bằng hình thức tăng năng suất lao động và tăng hiệu suất của máy móc thiết bị. Và khi làm việc, khi chưa có hồ sơ tài liệu của ban điều hành, nhóm chúng tôi sẽ thực hiện 1. Trực tiếp làm việc với từng đầu mối để xây dựng đầu việc, tài liệu, chính ban điều hành, giám đốc công ty ký duyệt trước khi thực hiện. 2. Trường hợp cần hơn thì chúng tôi sẽ mời giám đốc xuống hiện trường trực tiếp duyệt việc và chúng tôi sẽ tổ chức điều hành cho các nhóm làm việc ngay, không cần hồ sơ, tài liệu. Tuân thủ nguyên tắc trước, trong và sau khi làm việc, có thông tin cho hệ thống về việc làm và kết quả thực hiện. 2. Với vai trò là thành viên ban điều hành, tôi sẽ thực hiện các việc sau. 1. Chủ động đón nhận chủ trương của giám đốc công ty trong các cuộc họp hoặc trong khi duyệt hiện trường. 2. Chủ động lên đầu việc cần phải làm và người thực hiện, trao đổi, thống nhất với ban điều hành để xác định việc làm, thứ tự ưu tiên và ban điều hành ai sẽ làm gì trong từng việc. 3. Kết nối các thành viên trong ban điều hành để cùng hướng về một việc, cùng giải quyết một việc để đạt kết quả tốt nhất. 4. Theo sát tại hiện trường để kiểm tra việc thực hiện và nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu công việc, tùy thuộc vào tính chất công việc để nghiệm thu theo từng hình thức khác nhau. Để thực hiện được các phần việc nêu trên, cá nhân cần chuẩn bị và nghiêm túc thực hiện các việc sau. 1. Chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, một cái nhìn mở về mọi việc để sẵn sàng đối đầu với các khó khăn thử thách. 2. Tuyệt đối tuân thủ chủ trương của giám đốc công ty đã đưa ra và tuân theo sự phân công của ban điều hành đối với từng việc. 3. Lập hồ sơ việc của cá nhân. 4. Lên kế hoạch cụ thể đối với từng việc làm. 5. Thực hiện phiếu công việc cá nhân, trợ giúp lên phiếu công việc cho từng đầu mối tại sản xuất nếu cần. 6. Cởi mở chủ động kết nối với các thành viên ban điều hành, quản lý các đầu mối và người trực tiếp làm nghiệp vụ, khai thác tối đa sức mạnh của tập thể. 7. Cá nhân sẽ có mặt trực tiếp tại sản xuất, ghi nhận lại hiện trạng thực tế của từng công việc, đồng hành với từng việc, từng người để làm tháo gỡ các khó khăn và ghi nhận kết quả thực hiện của từng việc để báo cáo, đề xuất ban điều hành và giám đốc công ty có biện pháp xử lý. Với định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới, với phương pháp làm việc của hệ điều hành, với sự quyết tâm, lòng đam mê nghề nghiệp, cộng với sự cộng tác, chia sẻ của các nhóm, cá nhân, khi thực hiện nhiệm vụ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ điều hành của công ty, phấn khởi, hào hứng để vào cuộc với nhiệm vụ được giao và chắc chắn sẽ hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc với mỗi cá nhân nói riêng và cho công ty Châu Giang nói chung. Cuối cùng, tôi xin gửi tới toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe năm mới, thành công, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bà Trần Thu Hà. Và để liên tục chương trình, xin mời bà Trần Quỳnh Trang, tổ chức hành chính, cũng trình bày quan điểm của mình. Xin được trân trọng kính mời bà. Thưa toàn thể hội nghị, năm 2019 là năm bản lề để Châu Giang chuẩn bị bước vào giai đoạn mới, thời kỳ mới. Vì sao gọi năm 2019 là năm bản lề? Một, năm 2019 công ty đã tập trung đầu tư cho nhà xưởng, thiết bị, là năm công ty có chi phí đầu tư lớn nhất phục vụ cho giai đoạn mới. Với nền tảng thiết bị, công nghệ sản xuất đang có và được đầu tư thêm, năm 2020 sẽ là năm hoàn thiện, tinh
giảm toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời ứng dụng hệ thống phần mềm để kết nối giữa các công đoạn tiến tới sản xuất thông minh. 2. Công tác kinh doanh đã xây dựng được hệ thống khách hàng quen thuộc, ổn định được lượng vải tiêu thụ trong nước. Do vậy, cần đặt ra mục tiêu hợp tác, liên kết để xuất khẩu sản phẩm ra thị trường quốc tế. 3. Đội ngũ cán bộ nhân viên trải qua một quá trình đào tạo đã đủ kiến thức, kỹ năng để độc lập chịu trách nhiệm các công việc. Do vậy, bước sang năm 2020, lớp cán bộ nhân viên đã được đào tạo, sinh trận sự chuyển giao từ thế hệ đi trước và phải hoàn thành chủ động, độc lập với những phần công việc được giao. Và trong năm 2020, với vai trò là tổ chức hành chính, là một thành viên trong ban điều hành, tôi nhận thức nhiệm vụ của bản thân trong năm 2020 như sau. 1. Là thành viên của ban điều hành công ty. Ban điều hành công ty là tập thể các đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức điều hành các công việc toàn công ty. Do vậy, mọi công việc đều cần có sự tham gia của ban điều hành đến từng việc nhỏ nhất. Một việc làm chưa tốt đều có trách nhiệm của từng thành viên trong ban điều hành. Là một thành viên ban điều hành, tôi phải kết nối được với toàn bộ các thành viên khác trong cả quá trình trước, trong và sau khi thực hiện một việc cụ thể. Tổ chức hành chính lập được bộ hồ sơ theo sát trong quá trình thực hiện công việc. Cùng với chuyên viên tổng hợp ra được các tài liệu rất chi tiết để thực hiện việc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ. Và cùng với tổ chức điều hành sâu xét theo từng nhóm làm việc để kịp thời cập nhật diễn biến công việc và cùng ban điều hành xác định việc phải làm tiếp theo. Mọi công việc của cá nhân đều được đưa ra để thảo luận cùng các thành viên trong ban điều hành thực hiện. 2. Với nhiệm vụ được giao là tổ chức hành chính. Thứ nhất là công tác tổ chức hành chính phải thiết lập được và bộ hồ sơ ngành nghề, hồ sơ thiết bị và hồ sơ công việc. Cụ thể, toàn bộ lịch sách thiết bị đều phải được in và ép plastic và treo tại các vị trí của từng thiết bị. Các sổ được theo dõi. Kết quả sau khi đại tu, bảo dưỡng, sửa chữa phải được kiểm soát định kỳ và có đánh giá thực hiện. Nhân viên hành chính phải cập nhật theo dõi trên bản mềm. Thứ hai, phải quản lý hệ thống email và các văn bản gửi đến, đi của công ty, quản trị bảng tin. Lập sổ theo dõi được văn bản email để gửi đến và chuyển đi và diễn biến đến khi giải quyết xong công việc và quy hoạch được các thông tin giám sát công ty và bản tin các đơn vị. Hướng tới toàn bộ các tài liệu khi được tiếp nhận, thông báo đều được thông qua hành chính. Hành chính phải thực sự trở thành điểm trung chuyển và phân bổ tài liệu đến các đơn vị. 2. Về công tác tổ chức. Thực hiện tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về công tác tổ chức và định hướng phát triển cán bộ theo cơ cấu tổ chức. Thực hiện theo sát, đánh giá kết quả công việc định kỳ của hệ thống cán bộ, nhân viên làm căn cứ xác định công tác đào tạo và phát triển nguồn cán bộ. Lên được các chương trình đào tạo, tập huấn cho hệ thống cán bộ theo định hướng đã xây dựng bao gồm đào tạo chuyên sâu về ngành dệt may, đào tạo kỹ năng công nghệ thông tin, các chương trình tham quan học hỏi trong ngoài nước và các chương trình giao lưu với các đơn vị trong ngành. Tổ chức giao nhiệm vụ và các chương trình thảo luận, tập huấn chuyên đề để hệ thống cán bộ hiểu và vận hành theo đúng quy trình, nhiệm vụ đã được xây dựng. Thực hiện tổ chức hội ý các chuyên đề theo nhu cầu của hệ thống quản lý các cấp. Và thực hiện tổ chức các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ công ty. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bản thân, tôi rất mong nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty, hệ thống quản lý các cấp. Với nền tảng công ty dệt may Châu Giang đang có và những định hướng chiến lược trong thời kỳ mới, tôi tin tưởng Châu Giang sẽ thành công và phát triển lâu dài, bền vững. Cuối cùng, tôi xin kính chúc ban lãnh đạo công ty, các vị đại biểu, khách quý, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc toàn thể hội nghị một năm mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn và an khang thịnh vượng. Xin được trân trọng cảm ơn bà Trần Quỳnh Trang. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời bà Trần Thị Ngọc Mến, là chuyên viên tổng hợp của công ty, sẽ trình bày tham luận của mình. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa ông Trần Thế Long, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty. Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Về dự lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty hôm nay, sau khi nghe báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, định hướng phát triển của công ty năm 2020 và các chặng đường tiếp theo. Với góc độ vai trò của một chuyên viên tổng hợp, thành viên ban điều hành, tôi xin được có ý kiến tham luận và đưa ra chương trình hành động với nhiệm vụ cá nhân năm 2020 như sau. Kính thưa hội nghị, là một cán bộ đã có thời gian dài làm việc gắn bó với công ty,
Bản thân tôi đã được chứng kiến nhiều sự kiện, những sự thay đổi phát triển của Châu Giang. Đặc biệt với năm 2019 vừa qua là năm bản lề, năm tạo bước đệm cho chặng đường những năm 20 tiếp theo. Công ty đã có bước chuyển mình lớn trong sự phát triển. Năm qua, giám đốc công ty đã triển khai thực hiện công cuộc thay đổi lớn về hoạch định chiến lược, về mọi mặt hoạt động của công ty. Từ việc đầu tư mở rộng sản xuất, chiến lược kinh doanh thị trường cho đến hoạch định nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững lâu dài và các hoạt động chuẩn bị tiến tới xây dựng một nhà máy sản xuất thông minh thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Để phù hợp với sự phát triển của công ty, năm 2019, giám đốc công ty đã làm cuộc cải tổ về công tác quản lý, thay đổi toàn bộ cơ cấu tổ chức, bỏ hết các chức danh, các vị trí quản lý cũ. Giám đốc công ty trực tiếp quay lại điều hành mọi hoạt động của công ty cho đến các nghiệp vụ nhỏ nhất, giảm đội ngũ quản lý gián tiếp trên công ty, giảm chồng chéo trong công tác quản lý. Bộ máy quản lý của công ty đã tinh gọn, quản lý trên công ty chỉ còn một ban điều hành gồm 7 đồng chí thực hiện giúp việc cho giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của công ty. Nhiệm vụ của từng cá nhân rất rõ ràng và việc làm cụ thể sát thực. Người cán bộ từ trên công ty đến các đầu mối quản lý sản xuất đã thực sự trực tiếp tham gia tới từng nghiệp vụ, từng việc cụ thể, không còn kiểu quản lý chung chung. Với định hướng chiến lược của chặng đường 20 năm tiếp theo và định hướng hoạt động của năm 2020, đặc biệt là mục tiêu chuyển giao công tác quản lý, chuyển giao vai trò làm chủ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Với ban điều hành công ty, nhiệm vụ của 7 người đã đảm bảo phủ kín các hoạt động của công ty. Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của công ty từ việc tiếp nhận chủ trương của giám đốc, lập kế hoạch và triển khai thực hiện, thiết lập hồ sơ tài liệu, tổ chức kết nối cho các đầu mối thực hiện công việc theo kế hoạch đã triển khai, cho đến việc đồng hành nghiệm thu từng nghiệp vụ khi các nhóm, các cá nhân làm việc. Cần thiết mỗi thành viên trong ban điều hành có mục tiêu, có kế hoạch và hành động cụ thể để thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Với vai trò là chuyên viên tổng hợp và là thành viên ban điều hành công ty, cá nhân nhận thức nhiệm vụ, trách nhiệm và chương trình hành động của bản thân năm 2020 như sau. Thứ nhất là với trách nhiệm chuyên viên tổng hợp. Với vai trò trưởng nhóm chuyên viên tổng hợp, phải tổ chức để cho nhóm lập được hồ sơ làm việc của nhóm, ra được phiếu công việc của từng thành viên trong nhóm và cá nhân nghiệm thu được việc của các thành viên trong nhóm. Theo dõi diễn biến hoạt động của các khu vực, các việc toàn công ty để từ đó cùng nhóm thống nhất ra đầu việc cần làm, trình ban điều hành, giám đốc công ty lập kế hoạch triển khai. Tổ chức cho nhóm lập phiếu công việc của các cá nhân từ ban điều hành đến các quản lý đầu mối, các nhóm làm việc. Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính phù hợp của từng phương án. Thực hiện nghiệm thu công việc. Cùng hành chính hình thành các hồ sơ ngành nghề, hồ sơ nghiệp vụ. Với góc độ là thành viên ban điều hành, tôi có 5 nhiệm vụ sau. Thứ nhất là về công tác đầu tư. Sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện và đưa khu phụ trợ nệ khí nén điện vào hoạt động vào cuối tháng 3 năm 2020. Hoàn thiện lắp đặt vận hành đủ 101 máy dệt thổi khí mới mua. Triển khai thực hiện dự án ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP. 2. Đối với công tác vật tư, sẽ thực hiện tổ chức cùng với bộ phận vật tư quy hoạch khai thác vật tư trong Sài Gòn và sử dụng nhân sự đầu Sài Gòn khai thác vật tư. Tổ chức chặt chẽ công tác vật tư từ khâu kế hoạch, nhu cầu vật tư cho đến kỹ thuật từng vật tư, việc sử dụng vật tư, chất lượng vật tư cho đến khi vật tư ra đến bãi phế liệu. 3. Về công tác kỹ thuật thiết bị, sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo các việc hoàn thiện chuẩn hồ sơ lịch xích của tất cả các thiết bị, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị từng khu vực, phương pháp, dụng cụ, cách làm bảo trì bảo dưỡng từng chi tiết bộ cụ của từng thiết bị. Chịu trách nhiệm về đảm bảo tính phù hợp của từng phương án thi công kỹ thuật, nghiệm thu việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và các hạng mục thi công, theo dõi lý lịch thiết bị. 4. Về công tác công nghệ chất lượng, sẽ đảm bảo được các yêu cầu, hồ sơ bảng biểu và phát hành phiếu công việc và nghiệm thu việc làm của các cá nhân có liên quan đến việc duy trì các thông số công nghệ và chất lượng sản phẩm của các cung đoạn. 5. Đối với công tác kế hoạch điều độ sản xuất, đảm bảo được các yêu cầu, thiết lập hệ thống, quy trình, bảng biểu liên quan đến công tác kế hoạch điều độ sản xuất từ công ty đến nhà máy, đồng hành các nghiệp vụ với các cá nhân làm công tác điều độ của từng xưởng, từng khâu để đảm bảo thực hiện kế hoạch được tốt nhất, cân đối truyền phù hợp nhất và tránh lãng phí. Thực hiện triển khai ứng dụng quản trị công tác kế hoạch điều độ bằng phần mềm khi công ty xây dựng phần mềm ERP. Là một thành viên của ban điều hành với các việc cá nhân chủ sở hữu, sẽ được đưa ra thảo luận cùng các thành viên ban điều hành và mọi việc triển khai sẽ đều được ban điều hành thống nhất duyệt trước khi thực hiện. Đồng thời, cá nhân cũng xác định
sẽ phải tham gia hội ý, trao đổi và có ý kiến của mình đối với tất cả các việc của công ty. Để thực hiện được các phần nhiệm vụ trên thì bản thân cá nhân sẽ phải nghiêm túc thực hiện. Thứ nhất là bám sát và tuân thủ tuyệt đối chủ trương của giám đốc công ty với từng việc. Hai, lập hồ sơ làm việc của cá nhân. Ba, thực hiện làm việc theo kế hoạch. Bốn, thực hiện phiếu công việc của cá nhân và tự đánh giá nghiệm thu việc làm của cá nhân trước, trong và sau mỗi việc mỗi ngày. Kết nối tốt với ban điều hành công ty để thừa hưởng và tận dụng tối đa sản phẩm ưu thế của từng người trong ban điều hành với nhiệm vụ của họ được giao trong ban điều hành. Trau dồi kỹ năng tổ chức của bản thân, tận dụng tối đa công tác tổ chức của ban điều hành khi thực hiện mỗi việc cá nhân chủ trì. Đặc biệt, cá nhân sẽ trực tiếp dành phần lớn thời gian để tỏa xuống với thực tế từng việc dưới sản xuất, từng nhóm người làm việc để đảm bảo không có sai hỏng, lãng phí, đồng thời thấy được những bất cập chưa hợp lý của từng việc để có thay đổi tốt hơn. Với các phần nhiệm vụ được giao, thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào hệ điều hành của công ty, hoàn toàn phấn khởi để nhận nhiệm vụ. Và với sự cộng tác của mỗi cán bộ có liên quan, đặc biệt là của từng người lao động trong công ty, tôi tin tưởng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin kính chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc, thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được cảm ơn bà Trần Thị Ngọc Mến. Và để liên tục chương trình, chúng tôi xin mời bà Trần Thị Thúy. Xin được trân trọng kính mời bà Thúy, phụ trách ban tài chính kế toán, sẽ lên tham luận. Xin kính mời. Thưa toàn thể hội nghị, lời đầu tiên tôi xin phép gửi đến toàn thể hội nghị lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Về dự hội nghị hôm nay, tôi là thành viên thứ 7, cũng là người cuối cùng trong ban điều hành trình bày định hướng công việc trong năm 2020. Rất mong hội nghị lắng nghe và đóng góp ý kiến. Căn cứ vào báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, đồng chí giám đốc kinh doanh vừa báo cáo, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao là kế toán trưởng, phụ trách ban tài chính, phụ trách công tác môi trường, thành viên ban điều hành. Kế hoạch thực hiện công việc của tôi trong năm 2020 như sau. Thứ nhất, với vai trò là kế toán trưởng, tiếp tục thực hiện tổ chức công tác kế toán, ghi chép, báo cáo lại các hoạt động của doanh nghiệp bằng các con số theo đúng quy định của pháp luật. Phương hướng trọng tâm của kế toán trưởng trong năm tới của tôi đó là thực hành công tác chống lãng phí từ các hoạt động nhỏ nhất nhằm hạ giá thành sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh, tăng lợi nhuận. Giá thành sản phẩm của công ty gồm có hai khoản mục chi phí chính là chi phí nguyên liệu và chi phí tiền lương. Vì vậy, chúng ta sẽ cần tập trung chống lãng phí cho hai khoản phục này. Thứ nhất, chống lãng phí sử dụng nguyên liệu. Chống lãng phí do nguyên nhân khách quan từ nhà sản xuất, bao gồm sợi sai chi số, không đúng trọng lượng, chất lượng. Thứ hai, chống lãng phí do nguyên nhân chủ quan của nội bộ công ty, như đầu dàn quấy rốt quá dài so với quy định, sợi thừa của các con suất nhiều, trọng lượng thiết kế không đúng với thực tế, tồn kho chậm lâm chuyển, bột hồ pha chưa chuẩn về nồng độ, thời gian, nhiệt độ nấu không đúng quy định, lãng phí trong khâu vệ sinh. Thứ hai, đó là chống lãng phí về tiền lương. Cùng phụ trách các đơn vị, ban điều hành, thực hiện, giao việc, đúng người, đúng việc, sử dụng thời gian làm việc của lao động một cách triệt để. Ngoài ra, còn rất nhiều các khoản chi khác, lãng phí khác, tôi sẽ cùng ban điều hành, phụ trách các đơn vị, tiếp tục phát hiện và đề xuất hướng xử lý. Và công tác chống lãng phí sẽ thực sự có hiệu quả nếu các bạn, những người trực tiếp làm việc tại từng công đoạn, đồng lòng cùng phát hiện và thực hiện. Nhiệm vụ thứ hai của tôi đó là vai trò phụ trách công tác môi trường. Thưa toàn thể hội nghị, sự cố môi trường trong năm 2019 gây ảnh hưởng đến uy tín của Châu Giang do chưa được thực hiện triệt để. Đối với năm 2020, với quyết tâm thực hiện công khai, minh bạch, kế hoạch thực hiện công tác môi trường của tôi như sau. Thứ nhất, về hồ sơ pháp lý, thực hiện đo kiểm môi trường định kỳ theo đúng quy định của pháp luật, ký hợp đồng thu gom rác thải với công ty chuyên trách. Về hồ sơ nội bộ, cùng với tổ chức hành chính, thiết lập bộ hồ sơ về công tác môi trường bao gồm cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của từng người tham gia công tác môi trường. Hồ sơ diễn biến của từng yếu tố có thể tác động đến môi trường như nước thải, khói, bụi.
về hoạt động của công tác môi trường đối với nội bộ công ty, thực hiện loại trừ các yếu tố có thể gây tác động đến môi trường như với ống khói lò hơi, tôi sẽ thực hiện kiểm soát chặt chẽ khói lò hơi qua hệ thống camera, trích xuất hình ảnh, lưu lại làm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, vệ sinh lò hơi và làm việc với địa phương, cơ quan quản lý các cấp. Lập kế hoạch vệ sinh lò hơi 2,5 tấn 5 ngày một lần hoặc đột xuất nếu kiểm soát thấy có nhiều khói. Bông bụi, kiểm soát việc thực hiện vệ sinh định kỳ, túi thu bụi và buồng thu bụi, tránh phát tán bông bụi ra bên ngoài. Đối với nước thải, tôi sẽ vào kế hoạch công việc thúc đẩy ban kỹ thuật hoàn thiện hệ thống nước tuần hoàn khép kín. Nước rửa má hồ sẽ được lọc lại để tái sử dụng đưa lại nấu hồ nhằm tận dụng triệt để bột hồ. Nước thải của nhà bếp sau khi lọc hết các thực phẩm và nước thải vệ sinh sau khi lắng đọng qua hệ thống bể phốt sẽ được đưa lên téc và dùng để tưới cây. Ngoài ra, để làm giảm sự ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đến môi trường xung quanh, tôi sẽ thực hiện kiểm soát nhằm tiết giảm 50% chi phí sử dụng các loại hóa chất phục vụ sinh hoạt. Phát hiện, đề xuất khen thưởng, xử phạt các đối tượng, bộ phận làm tốt các nội dung trên. Đối với bên ngoài, đề xuất chính quyền địa phương xã Hòa Hậu, cán bộ nhân dân thôn 1 cùng công ty lập ban bảo vệ môi trường gồm 3 đối tượng: công ty Châu Giang, đại diện chính quyền xã, thôn và đại diện nhân dân thôn 1 thực hiện các nội dung. Một là lập kế hoạch và kiểm soát công tác môi trường định kỳ do ban bảo vệ môi trường thống nhất hoặc kiểm tra đột xuất do một trong 3 bên đề nghị. Thứ hai là lập kế hoạch và thực hiện công tác vệ sinh hệ thống mương máng, phát quang bụi rậm. Ba là thúc đẩy cơ quan quản lý các cấp triển khai xây dựng nốt đoạn máng giáp danh công ty nhằm tránh ứ đọng nước ảnh hưởng đến môi trường chung, và công ty Châu Giang sẽ tài trợ kinh phí. Thứ ba, vai trò của tôi đó là vai trò phụ trách ban tài chính. Để phân bổ được quỹ thời gian thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm trên, cũng chính là chống lãng phí về chi phí tiền lương, tôi sẽ thực hiện. Một là duyệt việc và nghiệm thu, đánh giá hàng ngày, công việc của các thành viên trong ban. Đồng hành cùng việc thực hiện từng nghiệp vụ, đảm bảo việc được giải quyết một cách nhanh nhất và đúng quy định. Giao thêm cho các thành viên trong ban các nhiệm vụ liên quan đến công tác môi trường và chống lãng phí sau khi đã có tài liệu. Lập kế hoạch hội ý chuyên đề ít nhất 1 tháng một lần về các nghiệp vụ của ban. Thứ tư, với vai trò là thành viên của ban điều hành, tôi sẽ cùng các đồng chí trong ban điều hành tham gia lập hồ sơ, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm phục vụ hoạt động sản xuất một cách tốt nhất như công tác kho vận, đời sống, công tác vệ sinh. Thưa toàn thể hội nghị, tôi hiểu được mục đích sâu xa của việc ban lãnh đạo công ty giao cho tôi, một kế toán trưởng phụ trách ban tài chính, lại kiêm nhiệm thêm phụ trách công tác môi trường. Bởi nếu làm tốt công tác chống lãng phí, nhiệm vụ trọng tâm của kế toán trưởng phụ trách ban tài chính, thì tôi đã làm tốt công tác môi trường. Hay thực hiện tốt công tác môi trường là một phần trong nhiệm vụ chống lãng phí. Một cây làm chẳng nên non, cũng như mình tôi không thể hoàn thành được kế hoạch chống lãng phí, mình công ty Châu Giang không thể làm tốt công tác môi trường. Vì mục tiêu chung, vì sự phát triển bền vững của công ty, và hơn hết vì thu nhập ổn định, bền vững, vì cuộc sống của mỗi gia đình ngồi đây, rất mong toàn thể cán bộ, công nhân viên, lãnh đạo các cấp và người dân địa phương cùng chung tay thực hiện. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn toàn thể hội nghị đã lắng nghe, tham luận về kế hoạch công việc của tôi trong năm 2020. Chúc toàn thể hội nghị sức khỏe, thành công, chúc một năm mới tươi sáng. Tôi xin hết ạ. Thưa quý vị và các bạn, với bất kỳ cơ quan, đơn vị nào thì vị trí tài chính và kế toán cũng là một trong những vị trí trọng yếu. Và như vậy là trong kế hoạch của mình thì vị trí tài chính kế toán đã đưa ra hết sức cụ thể những việc làm để chúng ta chống thất thoát và lãng phí, để chúng ta nâng cao thu nhập cho năm 2020. Và một lần nữa thì tất cả quý vị chúng ta cũng đã nghe rất là toàn diện bộ phận giúp việc cho giám đốc, gọi chung đó chính là ban điều hành, cũng đã trình bày kế hoạch hành động của mình trong năm 2020. Và như phụ trách tài chính kế toán nói, thì không chỉ một mình giám đốc, không chỉ các thành viên trong ban điều hành có thể tự mình làm được, mà ở đó cần có sự kề vai sát cánh và chia sẻ của tất cả anh chị em cán bộ công nhân viên của công ty. Và xa hơn nữa, đó chính là có sự đồng hành của chính quyền tỉnh, huyện, xã, nơi công ty đang
hoạt động. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các bài tham luận. Còn bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng trở lại với sân khấu của ngày hôm nay. Không chỉ có các ca sĩ chuyên nghiệp mà còn có những lời ca tiếng hát của chính anh chị em cán bộ công nhân viên của công ty. Đây chính là đời sống văn hóa và tinh thần luôn luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, tạo điều kiện. Chính vì vậy mà ở đây không chỉ có phong trào văn hóa, văn nghệ và thể thao phát triển, mà ở đó còn là sự kết nối giữa tất cả các thành viên. Vì vậy, ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tiết mục đầu tiên. Tiết mục có tựa đề là Mùa Xuân Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao với phần trình bày của Trần Ánh Nguyệt. Xin mời Trần Ánh Nguyệt sẽ lên sân khấu để gửi tới tất cả quý vị. Chương trình văn nghệ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với một bài hát nữa. Bài hát có tựa đề Gửi Về Quan Họ với phần trình bày của anh Trần Huy Tuyến. Xin được trân trọng kính mời anh. Tình em vô bến vô bờ
trước lỡ thơ, anh cũng chẳng biết đến bao giờ. Hồi tựa hoàn thiện buông câu hát đợi chờ, anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ dâu nụ cười thầm trong vành nón và tầm và trong tà áo tử thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm lạ kỳ thấy nghe mát dân ca, anh thấy yêu câu quan họ quê ta, có niềm tin mang tình em vô biên vô bờ. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương, anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em. Mặc dù vẫn xa anh luôn nhớ mùa đông, mang bao hơi ấm là câu quan họ. Xin được cảm ơn các anh chị đã gửi tới tất cả chúng ta những bài hát về quê hương đất nước và về mùa xuân. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình là chương trình thi đua cho năm 2019. Có thể nói rằng là năm 2019 để tạo động lực cho người lao động, bên cạnh các chương trình thi đua khen thưởng cố định, thì công ty trong năm 2019 còn có chương trình khen thưởng tích cực, khen thưởng nóng. Thi đua thật sự đã trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu trong mỗi cán bộ công nhân viên của chúng ta chờ đợi. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trần Quỳnh Trang, trưởng ban thi đua khen thưởng, sẽ lên báo cáo đánh giá công tác thi đua khen thưởng cho năm 2019. Xin kính mời bà. Kính thưa ông Trần Thế Long, giám đốc công ty dệt may Châu Giang. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Thay mặt cho ban thi đua, tôi xin đọc báo cáo hoạt động thi đua năm 2019 và quyết định khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Phần 1. Báo cáo hoạt động thi đua năm 2019 và định hướng năm 2020. Công ty dệt may Châu Giang luôn được biết đến với nhiều thành tích và có hoạt động thi đua sôi nổi từ văn, thể, mỹ đến say mê lao động, nghiên cứu, sáng tạo. Từ khi thành lập ban thi đua và phát động phong trào thi đua đến toàn công ty, chúng ta đã thấy được sự thay đổi tích cực văn hóa của người lao động. Mỗi việc làm, mỗi công việc, cán bộ, công nhân viên Châu Giang đều lấy thi đua để phấn đấu và nỗ lực. Thể hiện trước hết chính là sự nghiêm túc thực hiện thời gian đến, rời nơi làm việc. Mỗi việc làm đều luôn để ý đến năng suất, chất lượng sản phẩm để đạt đúng theo tiêu chí thi đua. Phong trào thi đua đã lan rộng đến các bộ phận để mỗi đơn vị, ca, tổ lại cùng nhau thi đua, cố gắng. Thi đua chính là đòn bẩy để nâng cao năng suất, chất lượng của mỗi người lao động. Được vinh danh bởi ban thi đua chính là phần thưởng danh giá mà mỗi người đều mong muốn đạt được sau cả quá trình cố gắng, phấn đấu, bền bỉ suốt một năm thi đua. Năm 2019, mặc dù ngành dệt may cả nước còn nhiều khó khăn, vượt lên đó, người công nhân lao động toàn công ty đã tích cực tăng ca sản xuất, nhiều tập thể, nhiều lao động đã cố gắng vượt lên và đạt được thành tích tốt. Những cán bộ, công nhân viên đó xứng đáng được cả tập thể cùng biểu dương và ghi nhận. Bước sang năm 2020, với niềm hân hoan, mừng xuân, mừng đất nước và bước vào một năm thi đua mới với khí thế mới, tiến tới năm 2020 với những định hướng mới rõ rệt hơn, ban thi đua sẽ phải sâu sát hơn với sản xuất,
để thi đua không chỉ với người lao động trực tiếp mà với cả cán bộ, nhân viên văn phòng, khối cán bộ, nhân viên lao động gián tiếp. Thi đua không chỉ là cuối năm mà thi đua ngay trong chính từng việc làm, từng mép vải của người thợ dệt, cụ thể như sau. Một, đối với cán bộ, nhân viên văn phòng và khối cán bộ quản lý gián tiếp. Khối cán bộ, nhân viên văn phòng là nòng cốt và đi đầu trong các hoạt động của toàn công ty. Từ năm 2020, ban thi đua phải xây dựng được chương trình thi đua dành riêng cho khối cán bộ, nhân viên văn phòng, thi đua ngay từ những việc làm hàng ngày, từ việc nhỏ nhất. Mỗi việc làm đều có thang điểm đánh giá mức độ thi đua, từ đó tổng hợp và bình chọn ra cán bộ, nhân viên tiêu biểu trong công tác thi đua khối văn phòng. 2. Với khối lao động trực tiếp tham gia sản xuất, bên cạnh việc thi đua theo các tiêu chí đang áp dụng, không có sự thay đổi, ban thi đua phải có các chương trình thi đua gắn liền với sản xuất, các chương trình khen thưởng nóng cho các cá nhân tích cực hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Và chương trình thi đua năm 2020 sẽ phải sôi nổi và lan tỏa rộng hơn đến với cán bộ, công nhân viên toàn công ty. Phần 2 là quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Sau đây, thay mặt ban thi đua năm 2019, tôi xin được thông qua các quyết định khen thưởng với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019 như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt may Châu Giang, quyết định số 17101 năm 2020. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nam, ngày 17 tháng 1 năm 2020, quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu thợ dệt tiêu biểu năm 2019. Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của giám đốc công ty, căn cứ vào hiện trạng sản xuất các đơn vị toàn công ty năm 2019, xét báo cáo đề xuất về việc khen thưởng thợ dệt tiêu biểu toàn công ty năm 2019 được giám đốc công ty phê duyệt ngày 16 tháng 1 năm 2020. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt may Châu Giang quyết định điều 1, tặng thưởng danh hiệu thợ dệt tiêu biểu năm 2019 cho 4 đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Trần Đắc Toản, số hiệu 458, thợ dệt xưởng dệt 1. 2. Đồng chí Trần Thị Thủy, số hiệu 152, thợ dệt xưởng dệt 1. 3. Đồng chí Trần Thị Lan, số hiệu 303, thợ dệt xưởng dệt 1. 4. Đồng chí Trần Thị Lan, số hiệu 459, thợ dệt xưởng dệt thoi, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình sản xuất, có nhiều tháng đạt 100% vải loại A hoặc năng suất chất lượng cao nhất xưởng. Điều 2, tặng thưởng bằng tiền và biểu dương các đồng chí trên trong lễ tổng kết toàn công ty năm 2019. Điều 3, ban thi đua khen thưởng, giám đốc nhân sự, ban tài chính, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, giám đốc công ty đã ký. Công ty trách nhiệm Dệt may Châu Giang, quyết định số 20101 năm 2020. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hà Nam, ngày 20 tháng 1 năm 2020, quyết định về việc khen thưởng năm 2019. Căn cứ vào chức năng quyền hạn của giám đốc công ty, xét đề nghị của ban thi đua khen thưởng công ty, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dệt may Châu Giang quyết định điều 1, khen thưởng các tập thể, cán bộ, công nhân viên có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 bao gồm 1. Thưởng cá nhân cho các lao động xưởng chuẩn bị, xưởng dệt 1 đã tham gia làm việc tích cực, xét cho từng cá nhân cụ thể với tổng số tiền là 500 triệu đồng đã thực hiện. 2. Thưởng 36 cán bộ, nhân viên tiêu biểu toàn công ty du lịch Thái Lan với tổng số tiền là 400 triệu đồng đã thực hiện. 3. Thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên văn phòng, cán bộ, công nhân viên khối sản xuất với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng đã thực hiện. 4. Thưởng tập thể xưởng chuẩn bị, tập thể xưởng dệt 1 đã tích cực tham gia sản xuất năm 2019 với số tiền là 10 triệu đồng trên một đơn vị. Tổng số tiền thưởng thi đua năm 2019 là 3 tỷ 420 triệu đồng. Điều 2, thường trực ban thi đua, giám đốc nhân sự, ban tài chính, các bộ phận có liên quan và các đơn vị có trong danh sách căn cứ quyết định thi hành, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, giám đốc công ty đã ký. Cuối cùng, thay mặt ban thi đua, xin chúc mừng các cá nhân, tập thể đã luôn cố gắng thi đua trong năm 2019 để đạt được những danh hiệu cao quý nhất. Chúc năm 2020 sẽ có thêm nhiều tập thể, nhiều cá nhân có những thành tích xuất sắc hơn trong công tác thi đua. Tôi xin chân thành cảm ơn. Na 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 na
Kính thưa quý vị, như vậy là tất cả chúng ta đã vừa nghe bà Trang đại diện cho phòng hành chính cũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng cho năm 2019 và cũng đã xướng tên các cá nhân tiêu biểu của năm 2019. Và trong buổi tổng kết ấm cúng này và một năm nhìn lại thì Châu Giang có một phần đóng góp của tất cả các anh các chị, trong đó những người tiêu biểu tích cực ngày hôm nay. Và giây phút này thì các anh các chị là những người xứng đáng được chúng tôi tôn vinh. Và chúng tôi xin được mời các anh các chị chúng ta có tên vừa nêu sẽ lên sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời các anh chị. Chúng tôi xin mời đồng chí Trần Đắc Toản, số hiệu 478, là thợ dệt xưởng 1, là người thợ dệt trẻ tuổi nhưng có tay nghề tốt, có ý thức tốt, xử lý máy linh hoạt, có 3 trên 12 tháng đạt 100% vải loại A. Xin mời anh lên sân khấu ạ. Xin mời đồng chí Trần Thị Thủy, số hiệu 152, thợ dệt xưởng 1, là người nhanh nhẹn hoạt bát, biết vận hành các loại máy dệt, thường xuyên chạy máy luân chuyển, có 3 trên 12 tháng đạt 100% vải loại A. Xin mời. Xin mời đồng chí Nguyễn Thị Lan, số hiệu 303, thợ dệt xưởng 1, có tay nghề tốt, ý thức tốt, luôn phấn đấu bền bỉ, có 2 trên 12 tháng đạt 100% vải loại A. Xin mời đồng chí Trần Thị Lan, số hiệu 459, là công nhân dệt thuộc xưởng dệt thoi, luôn chăm chỉ cần cù và có phương pháp đi tua kiểm soát tốt, có 2 trên 12 tháng đạt năng suất chất lượng cao nhất xưởng. Xin mời chị. Và tiếp theo chúng tôi xin mời ông Trần Đình Kiểm, phụ trách xưởng dệt 1, đại diện xưởng dệt 1, nhận danh hiệu tập thể lao động giỏi, tập thể cán bộ công nhân viên xưởng 1. Trong năm 2019 cũng đã luôn cố gắng tăng ca sản xuất để đáp ứng tiến độ các đơn hàng. Cán bộ nhân viên của xưởng luôn thi đua để làm ra những mét vải có chất lượng tốt nhất, xứng đáng là tập thể lao động giỏi trong năm 2019. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Đình Kiểm sẽ thay mặt cho xưởng 1. Và chúng tôi xin được mời bà Trần Thị Điệp, phụ trách xưởng chuẩn bị, đại diện xưởng chuẩn bị nhận danh hiệu tập thể lao động giỏi. Trong năm 2019, để đáp ứng được nhu cầu hàng hóa cho xưởng dệt, cán bộ nhân viên của xưởng chuẩn bị đã nỗ lực để nâng sản lượng, chất lượng sợi hồ. Tập thể xưởng chuẩn bị xứng đáng là tập thể lao động giỏi trong năm 2019. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Quyền, giám đốc nhân sự, và bà Trần Thị Loan, phó giám đốc công ty, sẽ lên trao thưởng cho các tập thể và cá nhân. Xin được trân trọng kính mời. Cảm ơn lãnh đạo công ty và cảm ơn các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong năm 2019. Có một điều là tất cả chúng ta nhận thấy rằng là quỹ thi đua khen thưởng của công ty Châu Giang không bao giờ cạn. Và chúng tôi hy vọng rằng trong năm 2020, chúng tôi sẽ được tôn vinh nhiều tập thể cá nhân hơn nữa. Không chỉ có những người như thế này đâu ạ. Và hy vọng rằng là mọi người chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực phấn đấu để sát cánh cùng với công ty để chúng ta sẽ tôn vinh được các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong năm 2020. Cũng tại đây chắc chắn rằng là sẽ được nhiều hơn nữa. Chúng ta có nhất trí không ạ? Nhất trí thì một tràng pháo tay nữa có được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng tôi xin mời bộ phận LED sẽ cho chúng tôi theo dõi một hình ảnh
hết sức là gần gũi và thân thương. Xin mời. Đây ạ, quý vị và các bạn, chúng ta đã nhìn thấy đấy ạ. Ở đây trong buổi tổng kết ngày hôm nay thì công ty đã nhận được những lãng hoa tươi thắm từ các đồng chí lãnh đạo đại diện cho chính quyền của tỉnh, của huyện và của xã. Và mặc dù là bận công tác trong những ngày giáp Tết như thế này, nhưng mà vẫn dành thời gian đến với công ty và chúc mừng công ty bằng những lãng hoa tươi thắm. Đó chính là sự ghi nhận, biểu dương và động viên hết sức kịp thời của lãnh đạo địa phương dành cho công ty Châu Giang. Một lần nữa chúng ta cùng cảm ơn đại diện chính quyền đã dành cho công ty những lãng hoa tươi thắm như thế. Còn bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị thuyền trưởng của chúng ta, đó chính là ông Trần Thế Long, sẽ lên có đôi lời phát biểu. Nhưng trước khi ông Long lên phát biểu, tôi muốn nói với tất cả quý vị và các bạn như thế này ạ. Bài báo cáo của bà Trâm và tất cả các tham luận đã được ông Trần Thế Long ghi chép hết sức cẩn thận. Và trong tất cả những điều được đặt ra trong năm 2020 của các thành viên trong ban điều hành đã được ông Long tán thưởng và biểu dương, đồng ý đến đâu thì bây giờ tất cả chúng ta cùng chờ đợi. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin mời. Vâng, xin thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thưa các vị thân nhân của cán bộ công nhân viên công ty dệt may Châu Giang, thưa toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên, những người lao động, hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời, là một ngày sắc xuân đã rộn ràng trên khắp đất nước. Tại làng quê Nhân Hậu, tại công ty dệt may Châu Giang chúng ta, hôm nay sắc xuân lại tràn ngập hơn nữa bởi sự có mặt của các quý vị đại biểu thôn, xóm, xã, địa phương và đặc biệt là các hộ lân bang. Hơn thế nữa, những gia đình có vợ, có chồng, thân nhân, cha mẹ cũng có mặt. Hôm nay quả thực Châu Giang vô cùng hân hạnh được chào đón như một ngày hội đại gia đình. Tôi xin trân trọng cảm ơn và rất biết ơn. Năm 2019, tất cả chúng ta đều đã cảm nhận được tình hình kinh tế thế giới, sự tiến triển kinh tế nước nhà, sự nổi trội trên toàn thế giới phải ghi nhận. Phát triển kinh tế của thế giới thì chậm lại, nhưng riêng Việt Nam, một sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chính phủ, sự đồng tâm hiệp lực của những người Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đã làm nên một kỳ tích sự phát triển mà cả thế giới phải kinh ngạc. Trong khó khăn thì người Việt Nam luôn nỗ lực, luôn phấn đấu và luôn tìm thấy những cơ trong nguy. Công ty dệt may Châu Giang 19 năm qua đã nỗ lực không ngừng để phát triển, để uy tín và để thương hiệu. Và năm 2019, quý vị đại biểu và tất cả hội nghị chúng ta đã được chứng kiến bài báo cáo và toàn bộ các tham luận của các quản lý trong ban điều hành. Chúng ta thấy rõ một bức tranh toàn cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh rất rộn ràng và đầy hứa hẹn. Tôi rất vui mừng, phấn khởi nhìn nhận cán bộ công nhân viên mình, những người phát triển thực sự yên tâm, ấm lòng. Và năm 2019, một nguồn động viên vô cùng lớn chính từ những người lao động, những cán bộ, những anh chị em công nhân viên đã thôi thúc tôi và giúp cho tôi vượt lên trên tất cả những khó khăn về quỹ thời gian, về sức khỏe, vân vân và vân vân, đã quyết định một tổng đầu tư chưa bao giờ có ở dệt Châu Giang. Đó là từ khâu hồ mắc, lò hơi,
máy nén khí, máy dệt, nhà xưởng, vân vân và vân vân được đồng loạt thực hiện. Đây cũng thể hiện rất rõ sự trưởng thành của những người lao động, những anh chị em công nhân. Và mượn vào cái thuận thời đó thì bản thân tôi có những quyết định. Tôi đề nghị hội nghị chúng ta hãy nổ một tràng vỗ tay để biểu dương những người công nhân ưu tú để làm nên những kỳ tích này. Vâng ạ, họ vừa sản xuất, kinh doanh, họ vừa xây dựng, họ vừa đi nhận máy, tháo máy, lắp đặt máy, tự đi mua lấy. Ở đây có bao nhiêu gia đình đã dám giao cho con em mình đi mua một cái xe hơi, thôi mua một cái xe máy mà tự đi mua chưa? Ở công ty dệt Châu Giang, giao cho mấy ông Văn, ông Kiểm, ông Trung tự đi nước ngoài, tự đi mua, tự đi tháo, đi lắp. Và về không cần phải thuê chuyên gia, cũng lại tự tổ chức cho anh chị em làm thêm, làm ngoài giờ để rồi lắp đặt, hiệu chỉnh và đưa vào sản xuất. Quả thực, dệt Châu Giang được toàn thị trường tin tưởng, yêu mến là điều hiển nhiên. Vào thời điểm cuối năm, tôi cùng với đoàn công tác đi làm công tác thị trường trong Sài Gòn và thấy rất rõ, thuận lợi vô cùng cho công ty dệt Châu Giang. Tất cả các nguồn hàng truyền thống, các bạn bè đã đang mua và rất nhiều khách hàng mới. Và câu chuyện chúng tôi phải tăng ca kể cả những ngày Tết này, những ngày xuân này, vất vả đấy, nhưng ai cũng vui mừng, phấn khởi. Hôm nay đây, trong không khí xuân này, thay mặt cho lãnh đạo công ty, thay mặt cho những người lao động, lại rất cảm kích sự có mặt của các quý vị đại biểu. Quý vị đã thường xuyên liên tục, nhiều năm qua, đã đồng hành với thân nhân, đã đồng hành với cán bộ công nhân viên, đã đồng hành với các hoạt động của công ty chúng tôi. Không biết nói gì hơn, tôi vô cùng cảm kích và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị và các thân nhân, và hy vọng chặng đường tiếp theo trong kỷ nguyên tới, chúng tôi sẽ được đón nhận cái tình cảm, sự quan tâm tốt đẹp của các quý vị. Ngày hôm nay rất vinh dự có nguyên những người cán bộ, những người lãnh đạo làm việc ở công ty đến dự. Và đặc biệt tôi phải xin trân trọng giới thiệu và kính mời đứng lên, để có nghĩa là cả hội trường vỗ tay, người mà đã góp lên cái công cuộc xây dựng nền dệt vải công nghiệp tại đất Nhân Hậu. Xin mời ông Trần Hữu Hiển. Ngày đó ông Hiển nguyên là chủ tịch xã. Vâng ạ. Đã rất kỳ công để chúng tôi có được những cái mặt bằng và có được những cái chương trình đầu tư. Ngày xuân gần đến, bây giờ tính không phải là ngày nữa mà tính từng giờ. Tôi xin dừng lời ở đây và sau đây thì xin kính mời quý vị đại biểu, xin trân trọng mời toàn thể anh chị em, cán bộ công nhân viên, những người lao động ngày thường không biết đến khu vực xưởng này, xưởng khác. Và đặc biệt rất nhiều người ở đây chưa từng vào trong xưởng dệt của dệt Châu Giang lần nào. Chương trình thứ nhất, xin mời quý vị sẽ theo tôi để cùng nhìn ngắm khu vực sản xuất mà 19 năm qua chúng tôi đã thực hiện. Chương trình thứ hai, sau khi tham quan về,
xin trân trọng kính mời các quý vị lưu lại để dùng tiệc tất niên chúng ta hoan hỉ và có những lời động viên, có những khích lệ tinh thần cho cán bộ công nhân viên của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Một lời nữa, xin được kính chúc năm mới tới toàn thể các quý vị đại biểu, tới toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Chúc cho mỗi người, mỗi gia đình chúng ta luôn mạnh khỏe, an lành, ấm áp, hạnh phúc tràn đầy. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ chúng tôi xin mời ban lãnh đạo công ty sẽ mời các vị đại biểu, các vị khách quý và mời toàn thể thân nhân, cán bộ, nhân viên của công ty chúng ta sẽ đi tham quan toàn bộ công ty. Hàng ngày, nơi mà người thân của chúng ta đã làm việc tại đây, xin được trân trọng kính mời. Và chúng tôi xin mời Tiến Lộc của DQT Hà Nội sẽ đồng hành cùng với ban lãnh đạo công ty, cùng với tất cả quý vị và các bạn. Xin được trân trọng kính mời.